Em đến với cái đề ôn tập số 2, ôn thi giữa kỳ 2 của lớp 10, của lớp 11 nha. Đề này gồm 35 câu trắc nghiệm và 3 điểm tự luận. Để ôn tập cho nó hiệu quả thì các em nên làm trước, nên làm trước trước khi mà em coi cái video giải nha các em. Rồi. Câu số 1, phần trắc nghiệm. Cho hai cái dãy số AN và BN. AN bằng trừ 1 mũ N chia N. Còn BN thì bằng 1 chia N. Khẳng định nào sau đây là đúng? Câu A, giới hạn của AN chia BN bằng dương vô cùng. Câu B, giới hạn này không tồn tại. Câu C là giới hạn này bằng 1. Và câu D này giới hạn này bằng 0. Thì thầy nghĩ là cái câu 1 này nhiều em vội vàng vô là sẽ đánh sai được em. Mấy em phải cẩn thận. Tuy nhiên thì ở đây nó hỏi về cái giới hạn của AN chia BN. Thì các em tính ra AN chia BN bằng gì? Có phải là bằng trừ 1 mũ N chia N, rồi chia tức là nhân cho, chia ra 1 phần N tức là nhân cho N. Các em đơn giản đi thì nó là trừ 1 phần N. Thì cái giới hạn này không tồn tại nha các em. Giới hạn của cái dãy số này không tồn tại. Bởi vì khi mà N chẵn á thì nó ra bằng 1. Còn khi N lẻ thì ra bằng trừ 1. Như vậy khi mà N tiến ra vô cùng thì nó có thể là ra 1 hoặc là trừ 1. Cho nên ở đây không có tồn tại giới hạn. Được chưa? Như vậy đáp án của câu 1 là gì? B. Câu 1 B nha các em. Rồi tiếp tục câu số 2. Trong các giới hạn sau, giới hạn nào khác với những giới hạn còn lại? Giới hạn nào khác so với những giới hạn còn lại? Tức là chúng ta coi thử là đáp số những giới hạn này nó khác so với những giới hạn khác, được chưa? Thì chúng ta cử đại diện thôi. Ví dụ câu A, đại diện ở trên tử là 3N, đại diện với mẫu là trừ 3N, vì giới hạn này bằng trừ 1. Câu B, đại diện trên tử là bằng 1, bằng N chứ, đại diện với mẫu là bằng N, vì giới hạn này bằng 1. Câu C, đại diện trên tử là bằng trừ N, đại diện với mẫu là N, vì giới hạn này bằng trừ 1. Câu D, đại diện trên tử là 5N, đại diện với mẫu là trừ 5N, giới hạn này bằng trừ 1. Vậy trừ 1, trừ 1, 3 cái trừ 1 chỉ có một cái bằng 1 thôi. Như vậy là đáp án là B. Được chưa các em? Đáp án B nha. Rồi tiếp tục câu số 3. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai? Câu A, nếu giới hạn của UN bằng A lớn không, giới hạn của VN bằng 0, nhưng mà VN luôn luôn bén 0, thì giới hạn của UN chia VN bằng âm vô cùng. Thì bây giờ các em cứ tưởng tượng là một cái số A lớn 0 chia cho số 0. Số 0 này mang dấu âm. Như vậy kết quả là A chia 0 thì chắc chắn là ra vô cùng rồi. A dương và đồng thời là mẫu âm, cho nên sẽ ra là âm vô cùng. Thì đáp số bài này là âm vô cùng. Câu A nha em. Ủa quên, người ta hỏi mình đề sai. Như vậy là giới hạn của UN chia VN bằng âm vô cùng. Như vậy đây là mình đề đúng. Đây là mình đề đúng, chứ không phải là chọn đáp án A, được chưa? Tiếp tục. Liêm của quy mũi N nó bằng dương vô cùng, với quy có trị tuyệt đối lớn 1. Với quy có trị tuyệt đối lớn 1 thì quy có thể là lớn 1 hay là quy có thể là biến trừ 1. Như vậy thì liêm của quy mũi N mà với quy mà biến trừ 1 thì ví dụ như là quy bằng trừ 2 đi, thì liêm của trừ 2 mũi N nó không tồn tại nha. Cái này giống như cái bài trừ 1 mũi N lúc nãy,
liêm của chữ hai mũi n là không tồn tại. Cho nên là nói là liêm của quy mũi n mà tính dương vô cùng là bằng dương vô cùng, đó là sai này. Đây là mình là sai này. Vậy câu 3 đáp án là B nha các em. Còn câu C thì liêm mũi n mũi k khi n tính đến dương vô cùng bằng dương vô cùng, đúng rồi. Còn câu D thì liêm của quy mũi n với quy có trị tuyệt đối bén 1 thì liêm của quy mũi n là không đúng. Cho nên đáp án của câu 3 đó là đáp án B, được chưa? Câu 3 B. Tiếp tục câu số 4. Câu số 4 nha em. Khẳng định nào sau đây là đúng? Câu A. Dãy số UN có giới hạn là bằng số A khi N dần tới A, hay UN dần tới A khi N tiến đến dương vô cùng. Nếu như liêm của UN trừ A khi N tiến đến dương vô cùng bằng 0. Khẳng định nào sau đây là đúng? Rồi chúng ta đọc hết cả 4 câu nha. Dãy số UN có giới hạn là 0 khi N dần tới vô cực. Nếu trị tuyệt đối UN có thể lớn hơn một số dương tùy ý kể từ số hạn nào đó trở đi. Nếu mà UN mà lớn hơn một số dương tùy ý nào đó thì dãy số đó không thể là tiến đến 0 được. Bởi vì UN nó lớn hơn số dương mà, thì không thể nào nó tiến đến 0 được. Đó. Như vậy B chắc chắn là câu sai rồi. Được chưa? Dãy số UN có giới hạn là dương vô cùng. Khi N tiến đến dương vô cùng, nếu UN nhỏ hơn một số dương tùy ý. Khi N tiến đến dương vô cùng mà UN tiến đến dương vô cùng thì làm sao mà nó lại là nhỏ hơn một số dương bất kỳ được? UN mà sao là nhỏ hơn một số dương nào đó được? Không được, đúng không? Như vậy thì nhỏ hơn số dương thì nó không thể tiến đến dương vô cùng được. Cho nên đáp án C cũng là sai. Được chưa? Rồi, dãy số UN có giới hạn là âm vô cùng khi N tiến đến dương vô cùng. Nếu như UN có thể lớn hơn một số dương bất kỳ, UN mà lớn hơn một số dương bất kỳ á thì chắc chắn nó không thể tiến đến âm vô cùng được. Đúng không? Đó, về cũng là sai. Như vậy câu A là đúng đó các em. Câu A là đúng. Dãy số UN là số A khi mà liêm UN trừ A là bằng 0. Đúng rồi, đáp án là A. Câu 4 A nha. Rồi, tiếp tục câu 5. Câu số 5 nha. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai? Người ta hỏi mệnh đề sai nha em. Giới hạn của 1 phần n là bằng 0. Cái này là đúng rồi nè. Giới hạn của n mũ k bằng dương vô cùng với k là số nguyên dương. Cái này cũng đúng luôn. Giới hạn của quy mũi n bằng 0 nếu quy lớn 1. Cái này sai nè. Bởi vì quy mà lớn 1 thì trị tuyệt đối quy lớn 1 thì nó sẽ là dương vô cùng hoặc là không xác định. Ví dụ như số 2 thì giới hạn 2 mũi n thì không thể bằng 0 được. Cho nên B là đáp án. Được chưa? Còn quy mà lớn 1, ví dụ như quy là số 2 thì 2 mũi n là dương vô cùng. Đúng rồi, này là đúng. Như vậy cho cái mệnh đề sai ở đây chính là B. Được chưa? Tiếp tục câu số 6. Câu số 6. Cho hai dãy số UN với lại là VN. Cái dãy số UN thì có giới hạn là bằng 2. Dãy số VN thì có giới hạn là bằng 5. Như vậy thì dãy số UN chia VN có giới hạn bằng mấy? Thì rõ ràng rồi, bằng 2 phần 5 thôi. Đúng không? Đáp án là B. Rồi, câu 6B nha. Tiếp tục câu số 7. Câu số 7. Giới hạn của UN bằng 2, giới hạn của VN bằng trừ 3. Thì hỏi là giới hạn của UN nhân VN là bao nhiêu? Áp dụng quy tắc nhân, UN nhân VN thì bằng trừ 6 thôi. 2 nhân trừ 3 bằng trừ 6. Ok chưa? Rồi, đáp án là trừ 6 nha. Đáp án là trừ 6. Tiếp tục câu số 8. Cho hai hàm số fx và gx. Cho hai hàm số fx và gx. Được chưa nào?
có giới hạn hữu hạn khi ít tiến đến ít không, tức là cái giới hạn nó là bằng một hằng số. Mệnh đề nào đúng, giới hạn của fx trừ gx thì phải bằng giới hạn fx trừ giới hạn gx. Cái này sai rồi đúng không? Giới hạn của fx trừ gx bằng giới hạn fx cộng gx, này cũng sai luôn, đúng chưa? Câu số 8 tiếp theo nha. Rồi, giới hạn của câu C là giới hạn của tổng fx cộng gx thì bằng tổng các giới hạn, đúng rồi. Giới hạn của tổng mà lại hiểu bằng các giới hạn, này sai rồi này. Vậy câu số 9 là, câu số 8 là đáp án là C nha các em. 8C. Được chưa? Rồi câu số 9. Giới hạn của dãy số x0 fx khi mà giới hạn của hàm số fx khi x tiến đến x0 nó bằng L khi và chỉ khi giới hạn phải và giới hạn bên trái đều bằng L. Đáp án là gì? B dừng em. Câu 9B. Được chưa? Rồi. Câu số 10. Giới hạn của fx khi x tiến đến 1 bằng 2. Giới hạn của gx khi x tiến đến 1 bằng trừ 3. Hỏi là giới hạn của fx cộng gx khi x tiến đến 1 thì tất nhiên rồi, nó bằng 2 cộng với trừ 3. Vậy là bằng trừ 1. Vậy câu 10 đáp án là trừ 1, đáp án C. Được chưa các em? Câu 10 C. Câu số 11. Câu số 11. Cho giới hạn của fx khi x tiến đến dương vô cùng bằng A. Giới hạn của gx khi x tiến đến dương vô cùng bằng B. Hỏi mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai? Giới hạn của tổng bằng tổng các giới hạn A cộng B, đúng. Giới hạn của tích bằng tích các giới hạn, đúng. Giới hạn của hiệu bằng hiệu các giới hạn, đúng. Giới hạn của thương bằng thương các giới hạn, nhưng mà chỗ này phải thêm điều kiện là B phải khác không. Đáp án là C. B bằng không thì không được, cho nên mệnh đề sai nó phải là C. Câu 11 C nha. Được chưa? Câu số 12. Với K là số nghiêng dương, K là số nghiêng dương, kết quả của giới hạn 1 phần x mũ K khi mà x tiến đến âm vô cùng này bằng bao nhiêu? Thì rõ ràng khi mà x là tiến đến âm vô cùng á, thì là x mũ K sẽ là tiến đến vô cùng, có thể là âm vô cùng hoặc là dương vô cùng gì đó. Bởi vì x tiến đến âm vô cùng thì x mũ K có thể là âm vô cùng hoặc dương vô cùng, nó phụ thuộc vào cái K là chẵn hay là lẻ. Nhưng mà lúc đó là một chia vô cùng, một chia vô cùng thì chắc chắn là tiến đến không, đúng chưa? Cho nên đáp án câu 12 A không. Được chưa nào? Rồi. Câu số 13. Câu số 13 là với K là số nghiêng dương và là số lẻ thì kết quả của x mũ K khi x tiến đến âm vô cùng là bao nhiêu? Thì rõ ràng này là rõ rồi, K là số lẻ mà âm vô cùng, mà mũ lẻ lên thì vẫn là âm vô cùng, đúng không? Vậy đáp án là gì các em? Câu 13A luôn. Được chưa? Tiếp theo, câu số 14. Cho hàm số fx bằng x bình trừ x cộng 1 khi mà x khác 2, và nó bằng m bình trừ 2 khi mà x bằng 2. Giá trị của m để cho cái hàm số này liên tục tại x bằng 2. Liên tục tại x bằng 2. Muốn liên tục tại x bằng 2 thì sao các em? Giới hạn của hàm số fx khi x tiến đến 2 nó phải bằng f của 2, đúng chưa? Như vậy ta tính lim của fx khi mà x tiến đến 2 thì nó bằng lim x bình trừ x cộng 1 khi x tiến đến 2. Giới hạn này bằng 1, đúng không? Rồi bằng đầu thời là f của 2 là bằng nhiêu? F của 2 là đây, m bình trừ 2. Như vậy suy ra là để cho hàm số liên tục thì hai cái này phải bằng nhau, tức là m bình trừ 2 nó phải bằng 1. Như vậy giả ra ta được m bình bằng 3. Như vậy là m bằng cộng trừ căn 3. Ok chưa? Như vậy đáp án là gì em? C. Đáp án C nha. Rồi, câu số 14C. Câu số 15.
trong các hàm sâu, hàm nào liên tục trên khoảng trừ một một, hàm nào không liên tục trên khoảng trừ một một. Chỉ có là chúng ta nhớ là cái hàm lượng giác này, cái hàm phân thức hữu tỷ này, là nó chỉ liên tục trên từng khoảng thuộc tập xác định thôi. Còn cái hàm đa thức thì liên tục trên R. Ví dụ như câu A này nó là hàm đa thức này, nó liên tục trên R thì chắc chắn là nó liên tục trên cái khoảng này rồi, đúng không? Mà người ta hỏi là cái hàm không liên tục này. Cái hàm sinit này, cái hàm sinit này là cái hàm lượng giác, nhưng mà cái tập xác định của nó là R, cho nên là nó liên tục trên R, cho nên dĩ nhiên nó liên tục trên khoảng trừ 1 1. Như vậy cũng không phải là đáp án. Người ta hỏi là không liên tục mà. Rồi. Còn câu C thì nó là hàm phân thức hữu tỷ. Phân thức hữu tỷ thì liên tục trên từng khoảng thuộc tập xác định. Nhưng mà cái tập xác định của anh này là D bằng R các em, bởi vì mẫu số luôn luôn khác không rồi. Mẫu số luôn luôn dương rồi đó. Cho nên tập xác định nó là R. Vậy cho nên cái hàm này cũng liên tục trên R luôn. Liên tục trên R thì tất nhiên nó liên tục trên khoảng này. Cho nên C không phải là đáp án. Còn D thì cái tập xác định của nó, mấy em thấy này, nó chỉ xác định từ 1 phần 2 cho đến dương vô cùng thôi. Nó không xác định từ cái khoảng trừ 1 cho đến 1 phần 2. Nó không có xác định trên cái khoảng này. Thì chắc chắn rằng nó sẽ không liên tục trên cái khoảng này. Bởi vì nó không liên tục, nó không xác định thì sao liên tục được. Vậy cho nên hàm số chắc chắn rằng không liên tục trên khoảng trừ 1 1 đã chính là D. 15G. Alo. Các em tiếp tục đến với câu số 16. Đề bài như sau. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai? Với cái giả thiết là các đoạn thẳng và đường thẳng không song song hoặc là trùng với cái phương chiếu. Không song song hoặc là trùng với cái phương chiếu. Như vậy ở đây nó nói về cái phép chiếu song song nữa các em. À, thì định nghĩa lại cho các em thế nào là phép chiếu song song nha. Đây. Đây là cái mặt phẳng alpha. Thì cho một cái mặt phẳng alpha và thì cho một cái đường thẳng D. Đó. Thì với cái điểm A bất kỳ trong không gian thì dựng một cái đường thẳng đi qua A và song song với D. Dựng cái đường thẳng đi qua A và song song với D. Khi đó thì cái đường thẳng đó nó sẽ cắt cái mặt phẳng alpha tại cái điểm A phẩy. Đó. Thì cái điểm A phẩy này người ta gọi là hình chiếu của điểm A. Hình chiếu của điểm A theo cái phương song song là cái đường thẳng D. Tức là ở đây không phải là phép chiếu song vuông góc nha em, mà là phép chiếu song song. Tức là A phẩy này này là song song với D. A phẩy nằm trên alpha thì A phẩy gọi là hình chiếu song song của điểm A lên cái đường lên mặt phẳng alpha theo cái đường thẳng D. Trong trường hợp đặc biệt mà cái đường thẳng D này nó vuông góc với mặt phẳng alpha. Cái đường thẳng D này mà nó vuông góc với mặt phẳng alpha thì nó như thế này. Đó. Thì cái điểm A này nó chiếu theo cái phương là của đường thẳng D. Thì ta được cái điểm A phẩy đây. Đó. Thì trong trường hợp này thì cái điểm A phẩy gọi là hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường thẳng D. Như vậy thì cái phép chiếu vuông góc nó là trường hợp đặc biệt của phép chiếu song song nha anh em. Phép chiếu vuông góc là trường hợp đặc biệt của phép chiếu song song. Nó cũng là một dạng của phép chiếu song song. Được chưa? Vậy ở đây là AA phải song song với D. Đây AA phải nó cũng song song với D này. Nhưng mà D ở đây nó vuông góc alpha, cho nên nó được gọi là phép chiếu vuông góc. Đó. Vậy phép chiếu vuông góc em nhớ rằng nó là trường hợp đặc biệt của phép chiếu song song. Rồi. Thế thì
phép chiếu song song. Người ta hỏi là trong các mệnh đề sau này, cái mệnh đề nào là cái mệnh đề sai, mệnh đề nào là mệnh đề sai. Phép chiếu song song bảo toàn thứ tự 3 điểm ngắn hạn. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỷ số độ dài của hai đoạn thẳng. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỷ số độ dài của hai đoạn thẳng. Phép chiếu của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau. Rồi, hình chiếu song song của đường thẳng là đường thẳng. Đó. Ở đây với cái giả thiết là các cái đoạn thẳng này, các cái đường thẳng này không song song hoặc là trùng với cái phương bị chiếu. Tức là các cái đường thẳng mà mình lấy á, nó sẽ không được song song hoặc trùng với cái đường thẳng ghê này, được chưa? Đó. Vậy bây giờ chúng ta coi thử là cái mệnh đề nào là đúng nha. Mệnh đề nào là đúng. Thì em để cho dễ hình dung thì mình vẽ cái trường hợp đặc biệt của phép chiếu song song, đó là trường hợp vuông góc luôn đi. Em dễ hình dung hơn, được chưa? Đó. Ví dụ như đây, đây là thầy có bảo toàn thứ tự của ba điểm ngắn hạn, nghĩa là sao? Nếu mà bây giờ thầy lấy thêm cái điểm A, điểm B, điểm C đi, A, điểm B, điểm C. Đó, ba cái điểm A, B, C này thẳng ngang. Thì khi đó dựng cái hình chiếu nó lên, dựng hình chiếu nó lên. Ba cái điểm A phẩy, B phẩy, C phẩy này nó cũng phải sao các em? Nó cũng phải thẳng ngang. Nó cũng phải thẳng ngang, đúng không? Vậy cho nên phép chiếu song song nó bảo toàn cái thứ tự của ba điểm thẳng ngang. Bảo toàn thứ tự của ba điểm thẳng ngang. Rồi. Còn cái tỷ lệ không làm thay đổi tỷ số độ dài. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỷ số độ dài của hai đoạn thẳng thì cái này là sai đó các em. Cái này là sai. Thầy lấy ví dụ thế này nha. Đây. Được chưa? Đây là cái bằng alpha này. Cái độ dài đoạn thẳng AB này là bằng 1 này. AB đây ha. Thì cho nó bằng 1 đi. Rồi. Đoạn thẳng BC, BC, BC này cũng là bằng 1,5 đi. 1,5. Đó. BC này bằng 1,5. Rồi, bây giờ thì chiếu nó vuông góc lên đây. Chiếu nó vuông góc lên đây thì em thấy là gì? Đây, cái điểm A phải nằm đây. Cái điểm B phải nằm đây. Và cái điểm C phải nằm đây. Đó. Thì các em thấy là gì các em? Đây là điểm C phải này. Đó. Thì cái tỷ lệ của hai cái đoạn thẳng AB trên BC nó là 1 chia cho 1,5 thì nó chính là bằng 2/3. 2/3 đúng không? Nhưng mà rõ ràng cái đoạn này này, cái đoạn này là bằng 1. Nhưng mà cái đoạn này nó đâu phải là 1 nữa đâu. Nó đâu phải là 1,5 nữa đâu. Đoạn này chắc chắn là nhỏ hơn 1,5. Đúng không? Cái đoạn này chắc chắn nhỏ hơn 1,5. Thì cứ cho nó khoảng là 1,3 gì đó, 1,2 gì đó thôi. Chưa tới 1,5. Đó. Như vậy thì rõ ràng A phẩy B phẩy chia B phẩy C phẩy nó bằng 1 chia cho 1,2 thì nó chắc chắn nó khác 2/3 rồi. Chắc chắn nó khác 2/3 rồi. Đúng không? Như vậy cái tỷ lệ AB trên BC chắc chắn là khác vậy rồi. A phẩy B phẩy chia cho B phẩy C phẩy chắc chắn khác. Cho nên nó đâu có bảo toàn tỷ lệ của hai đoạn thẳng đâu. Đó, tức là phép chiếu song song nó không bảo toàn tỷ số độ dài của hai đoạn thẳng. Đó, cho nên là phép chiếu song song nó không làm thay đổi tỷ số độ dài của hai đoạn thẳng. Đó là một câu sai. Đó là một câu sai, được chưa? Rõ ràng nó làm thay đổi này. Tỷ số độ dài hai đoạn thẳng nó đâu còn phải là đâu có còn bằng ban đầu nữa đâu. Cái bây giờ câu C tại sao nó đúng? Câu D tại sao nó đúng? Câu C là hình chiếu của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau. Thì bây giờ chúng ta vẽ hình ra, chúng ta tưởng tượng thôi. Hình chiếu của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau. Tức là bây giờ thế này. Đây. Đây là mặt phẳng alpha này. Đó. D này. D phẩy này. Đó. Thì khi mà chiếu
Có thể là lấy luôn cái chiếu con góc luôn cũng được. Khi chiếu con góc lên đây đó, thì ta được hai cái đường hình chiếu, hai cái đường hình chiếu đúng không, hai cái đường hình chiếu là đây đó. Đường thẳng dê thì chiếu lên đây là dê một, đường thẳng dê phẩy thì chiếu lên đây là dê một phẩy đó. Thì rõ ràng hai cái đường này là song song, hoặc là nếu mà trong trường hợp mà cái này nó nhập vô cái mặt phẳng này thì hai cái đường thẳng nó trùng nhau đúng không. Như vậy là hình chiếu của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau. Cái câu đó là đúng, câu này cũng là đúng. Đó, cuối cùng là hình chiếu song song của đường thẳng là đường thẳng. Quá đúng gì nữa các em, hình chiếu song song của đường thẳng là đường thẳng gì nữa chứ không lẽ đường gì đúng không. Nhưng mà nếu mà cái đường thẳng đó mà em tưởng tượng nha, nó cùng phương với lại cái đường thẳng dê á, thì khi đó hình chiếu của cái đường thẳng, ví dụ cái đường thẳng dê phẩy này này song song với đường thẳng dê, thì cái hình chiếu của đường thẳng dê phẩy xuống mặt phẳng alpha nó chính là một điểm mà, nó chỉ có một điểm thôi. Nhưng mà ở đây người ta đã nói là gì, các cái giả thiết là cái đường thẳng này không song song hoặc trùng với cái phương chiếu, tức là cái đường thẳng dê phẩy không được song song với dê. Thì khi mà dê phẩy không song song với dê thì cái hình chiếu của đường thẳng xuống nó sẽ là một đường thẳng, được chưa. Đó, như vậy thì câu này 16 này đáp án gì em? Câu 16 này đáp án là B, được chưa. Câu 16 là đáp án B. Đấy. Các em tiếp tục đến với câu số 17 nha. Alo. Rồi. Câu số 17 đề như sau. Trong không gian cho 3 vector UV và VK không đồng phẳng, mệnh đề nào sau đây là đúng? Các vector U cộng V rồi vector V, vector VK là đồng phẳng. Các vector U cộng V trừ 2U và 2 lần VK nó cũng đồng phẳng. Các vector U cộng V, V và 2 lần V kép không đồng phẳng. Các vector 2 lần U cộng V trừ U và trừ V không đồng phẳng. Thì tin rằng cái câu này sẽ làm nhiều em bối rối đấy. Câu này sẽ làm nhiều em bối rối. Bởi vì sao? Cái khái niệm về cái sự đồng phẳng của các em nó khá là mơ hồ. Nó khá là mơ hồ. Được chưa? Thế thì ở đây chúng ta thấy này. Thì nhắc lại cái khái niệm về đồng phẳng của 3 vector này. Tức là nếu mà vector A, vector B và vector C nó nằm đâu đó trong không gian, sau đó mình lấy một điểm O, mình dựng 3 vector lần lượt bằng vector A này, rồi bằng vector B này, rồi bằng vector C này, đó. Từ một cái điểm O như vậy thì dựng 3 vector OA, OB, OC lần lượt bằng vector ABC. Như vậy thì nếu mà 4 cái điểm OABC này đồng phẳng, 4 điểm này đồng phẳng, thì ta nói 3 vector ABC đồng phẳng. Còn ngược lại, nếu mà 4 điểm OABC này không đồng phẳng thì 3 vector này là không đồng phẳng. Được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta coi như là khi mà xét cái sự đồng phẳng của 3 vector là chúng ta đưa về chung một cái điểm góc, chung về một điểm góc, rồi mình đi xét cái sự đồng phẳng của 4 điểm đó. Thì có một cái định lý là muốn chứng minh là nếu mà 3 vector này đồng phẳng thì ta chỉ cần là vector này biểu diễn thì 2 vector này, vector C bằng MA cộng NB, thì chúng ta sẽ có ngay cái sự đồng phẳng của 3 vector ABC. Được chưa? Đó. Thế nhưng mà ở đây người ta cho 3 vector UV và VK nó không đồng phẳng nha em. UV và VK nó không đồng phẳng. Đó. Như vậy thì người ta hỏi những vector này thì các em sẽ cảm thấy là nó hơi khó khăn. Đấy. Thì ở đây thì bày ra một cách, đó là các em hãy gắn 3 vector UV VK vào trong một cái hình. Và từ đó mấy em sẽ hình dung được ngay, đúng không? 3 vector này không đồng phẳng thì cái gắn vào cái hình nào là dễ hiểu nhất, đó là hình hợp nha. Gắn vào hình hợp cho thầy. Vẽ cho thầy một cái hình hợp thế này. Hình hợp mấy em vẽ hình lập phương luôn cũng được. Cho dễ vẽ đó. Đó.
it again. Ủa, cái nhầm rồi. Đây chứ. Rồi. Bỏ cái đường này đi nha. Bỏ đường này đi. Rồi. Đây là ABCD này. Đây là A phẩy, B phẩy, D phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Rồi. Đó. Thì bây giờ các em thử gắn 3 vector UVV kép vào cái hình này. Mà nhớ là nó không đồng phẳng. Thì các em gắn ở đâu cũng được, đúng không? Ví dụ đây là thì gắn, đây là vector U này. À, đây là vector U này. Đó, chung điểm gốc là điểm A luôn. Đưa nó về chung điểm gốc là điểm A luôn. Cho nó dễ nhìn thấy. Đó. Đây là vector U này nha. Vector U nó chính là bằng vector AB nha. Rồi vector V này. Vector V nó chính là bằng vector AG nha. Rồi vector V kép chính là vector A phẩy nha. Đó, thì rõ ràng bốn cái điểm này này. Bốn điểm này nó có chung điểm gốc là điểm A này, bốn điểm này nó không đồng phẳng, thì ba vector này rõ ràng là không đồng phẳng thỏa đề. Đúng chưa? Mấy em đã gắn được rồi đó. Rồi. Thì bây giờ mấy em sẽ kiểm tra được cái tính đúng đắn của từng cái mệnh đề này rất là dễ dàng. Rất là dễ dàng. Đầu tiên là gì các em? Ba vector này nó có đồng phẳng hay không? Vector U cộng V. Rồi vector V và vector V kép. Thì vector U cộng V thì theo quy tắc hình bình hành nó bằng gì các em? Nó bằng vector AC. Vector U cộng V nó chính là bằng vector AC. Được chưa? Đây chính là U cộng V này. Đó. Thế thì U cộng V và vector V câu A đó nha. U cộng V và vector V và vector V kép thì rõ ràng đồng phẳng là sai rồi. Ba vector U cộng V, vector V và vector V kép, bốn cái điểm này nó không đồng phẳng mà. Thì dẫn tới ba vector này thì nó phải không đồng phẳng nhé. Ba vector này không đồng phẳng chứ sao đồng phẳng được. Đây là mệnh đề sai. Đúng chưa? U cộng V là vector này. Vector V là vector này, vector V kép là vector này. Rõ ràng các vector này không đồng phẳng. Thì bởi vì bốn cái điểm này nó không đồng phẳng. Đó, cho nên câu A là câu sai. Ok chưa? Rồi, tiếp tục câu B nha. Các vector U cộng V trừ 2 lần U và 2 lần V kép đồng phẳng. Rồi. Thế thì cái chữ trừ 2 này nó đâu có mang ý nghĩa gì đâu các em. À, ví dụ như là mình xét 2 lần V thì mình có thể là xét cái sự đồng phẳng nó cũng là bằng như vector V thôi. À, tức là 2 lần V kép thì cái sự đồng phẳng nó cũng giống như là đồng phẳng với lại V kép thôi. À, thật ra cái số 2, số trừ 2 nó không mang ý nghĩa nhiều. Rồi, nếu cao thì mình vẽ ra luôn cũng được nữa. À, đây. Đây là vector U cộng V, như nãy mình nói rồi. Đây là vector U cộng V. Thế thì trừ 2 vector U là vector nào? Đây là vector U này. Trừ 2 vector U thì nó chính là bên phía bên này. Đó, vector U bên này thì vector trừ 2 U nó sẽ bên phía này. Nó sẽ gấp đôi lên thôi. Gấp đôi thì hết chỗ rồi, mấy em chịu hết. Nghĩ đây nha, đây là trừ 2 lần U này. Đó. Rồi vector V đâu? Vector V kép đâu? Vector V kép đây thì vector 2 lần V kép nó sẽ lên như này. Đó, 2 lần V kép. Đúng chưa? Thế thì rõ ràng 3 vector U cộng V này, vector trừ 2 lần U này, vector 2 lần V kép này, rõ ràng 3 vector này nó đâu có đồng phẳng đâu. Đúng không? Bởi vì bốn cái điểm này A, AC với là điểm này không đồng phẳng. Cho nên cái câu này cũng là sai. Câu này cũng là sai. Nhưng mà thầy nói lại là thực ra thì mình không cần phải vẽ là trừ 2 lần U đâu. Mình để U thôi. Mình để U cũng được. Bởi vì chung trừ 2 lần U thì nó cũng đồng phẳng hay không đồng phẳng với lại U. À, nó cũng đồng phẳng với U. Cho nên là mình coi như là đừng để ý trừ 2. Rồi 2 lần V kép mình cũng không để ý đến 2 V kép. Mình để ý đến V kép thôi. Tức là khi đó mình sẽ khỏi về vẽ hình. Thêm 2 cái này. Thì mình thấy là 3, 1, 2, 3, 4 điểm này không đồng phẳng. Thì 3 vector đó sẽ là không đồng phẳng. Vậy thôi. Vậy tức là cái thằng này nó sẽ là không đồng phẳng này. Được chưa? Tiếp theo. Các vector này này. Ví dụ như là U cộng V này. Vector V này. Vector 2 lần V kép không đồng phẳng. Đó. Thì nãy mình nói là vector U cộng V là vector AC.
Rồi vector V nó chính là vector AJ. Rồi vector 2 lần V kép là vector A gì đó. Đây này, đó. Thì đó là 4 điểm này, 1, 2, 3, 4 điểm này là không đồng phẳng. Thì tất nhiên 3 vector này là không đồng phẳng rồi. Đó, cho nên đáp án là C. Đây là câu đúng nha. Đây là câu đúng. Còn ví dụ như câu D thì tại sao nó sai? Vector 2 lần U cộng V. 2 lần U cộng V thì U cộng V là đây, thì 2 lần U cộng V nó dài lên chút xíu nữa thôi. Đó, đây là 2 lần U cộng V. Rồi, vector trừ U thì đây là U, thì vector trừ U qua bên này, đúng không? Trừ U. Rồi vector trừ V, vector V đây thì vector trừ V bên này. À, thì đó là 3 vector 2 lần U cộng V, vector trừ U và vector trừ V. Đó là 3 vector đồng phẳng bởi vì nó cùng nằm trong cái mặt phẳng dưới đáy này. Đó. 4 cái điểm này đồng phẳng này. 1 2 3 4 điểm này đồng phẳng. Được chưa? Vậy thì tóm lại câu này là 3 vector này là phải là đồng phẳng. Mà nó không đồng phẳng như vậy là cũng là sai. Được chưa? Nó cũng là sai. Đó. Như vậy thì mấy em nhớ cái cách làm bài của câu này nha. Sau này khi mà chúng ta làm những câu này, chúng ta vẽ hình này, gắn nó vào một cái hình hộp, rồi mấy em sẽ tưởng tượng rất là nhanh. Chứ ngồi đó mà em chi ly ra là nó hơi khó hiểu. Được chưa? Rồi, kết thúc câu số 17. Alo. Thì chào các em. Chúng ta đến một cái bài câu 18 trong cái đề số 2 ôn tập giữa kỳ của lớp 11. Cho cái bài như sau. Cho một hình hộp ABCD A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Chúng ta gọi M và N là các điểm sao cho vector MA bằng trừ 1/4 vector MB, MD. Vector NA phẩy bằng trừ 2/3 vector NC. Được chưa? Người ta hỏi là cái mệnh đề nào đúng trong 4 mệnh đề sau. MN song song. Câu B MN song song với mặt phẳng này. Câu C MN song song với mặt phẳng này. Câu D MN song song với mặt phẳng này. Để giải quyết bài toán này thì các em nhớ một chút về kiến thức đường song song với mặt. Đường song song với mặt khi mà cái đường đó song song với một cái đường thẳng khác nằm ở trong mặt. Nhưng mà cái việc làm đó đối với bài này là khá khó khăn, bởi vì chúng ta có tới 4 mặt phẳng lần, đúng không? Như vậy chúng ta đi kiểm tra từng cái là khá mất thời gian. Vậy thì ngoài cái cách mà chứng minh đường song song với mặt như vậy ra, thì ta có thể suy nghĩ theo cái kiểu làm vector. Vector. Và đây có thể coi như là một cái ứng dụng của vector trong cái việc chứng minh đường song song với mặt. Này. Thế thì chúng ta có hai cái định lý thế này. Định lý thứ nhất, mình nhớ nha. Nếu ba vector ABC không đồng phẳng, ba vector này không đồng phẳng, thì bất kỳ một vector x nào đều có thể phân tích được duy nhất theo ba vector này. Tức là mọi vector x đều có thể được viết như dạng là M lần A cộng N lần B cộng K lần C. Đó. Tức là ta chọn trước ba vector ABC không đồng phẳng, thì bao giờ các em cũng phân tích được cái vector x nào đó theo ba vector ABC đó. Cái điều thứ hai đó là nếu ba vector ABC đồng phẳng, ABC đồng phẳng, thì tương đương với lại là ta sẽ phân tích được vector C theo hai cái vector A và B, tức là bằng MA cộng cho NB. Nếu như ba vector đã đồng phẳng, đúng không? Thì ta sẽ phân tích được cái vector C đó theo hai vector A và B. Như vậy khi mà mình đã có cái ba vector ABC này đồng phẳng rồi, thì mình suy ra được là theo định nghĩa giá của ba vector đó song song hoặc là cùng song song với một mặt phẳng hoặc là cùng nằm trên một mặt phẳng. Như vậy hiệu quả của nó như thế này này. Hiệu quả nếu như thầy có đây, trên cái mặt phẳng alpha nó chứa giá của hai vector A và B,
Đó. Thì đặt điểm này là điểm A đi. Điểm này điểm B, điểm này điểm C. Rồi. Cái đường thẳng MN nó là có vector dĩ phương chính là vector C. Vector C. Vậy nếu thầy chứng minh được vector C này và vector A, vector B này, ba vector này đồng phẳng, thì thầy suy ra được là MN này nó sẽ song song với lại cái mặt phẳng alpha, hoặc là nó chứa trong mặt phẳng alpha. Bởi vì khi mà ba vector ABC đồng phẳng thì cái giá của ba vector này hoặc là cùng song song với một mặt phẳng, hoặc là cùng chứa trong một mặt phẳng. Nhưng mà vì hai cái vector A và B nó đã chứa trong cái mặt phẳng alpha rồi, cho nên cái đường thẳng MN đó sẽ song song hoặc là chứa trong mặt phẳng alpha. Vậy cho nên là nếu mà ta kèm thêm một cái điều kiện, đó là MN này không nằm trong mặt phẳng alpha, thì ta sẽ suy ra được MN sẽ song song với mặt phẳng alpha. Đó chính là cái điều mấu chốt. Tức là ta nói lại nha, nếu ta có vector MN bằng M lần vector AB cộng N lần vector AC, và đồng thời điểm M không nằm trên mặt phẳng ABC, không nằm trên mặt phẳng ABC, mà ba vector này lại đồng phẳng, đúng không? Vậy thầy suy ra được là MN sẽ song song với mặt phẳng ABC. Đó là một cách chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng. Tức là thay vì chúng ta đi chứng minh đường thẳng song song với lại một cái đường thẳng khác nằm trong mặt phẳng, thì ta sẽ đi phân tích vector MN đó theo hai vector có giá nằm ở trong mặt phẳng. Thì khi mà mình đã có cái đẳng thức đó rồi, kèm thêm cái điều kiện điểm M không nằm trên cái mặt phẳng đó nữa, thì suy ra cái đường thẳng MN sẽ song song với mặt phẳng đó. Đây chính là cái cách chứng minh. Nhưng mà để mà cho ra được cái đẳng thức này, để cho ra được cái đẳng thức này, thì ta thường đi phân tích ba cái vector này này, MN, AC và AB này này, theo ba vector không đồng phẳng. Theo ba vector không đồng phẳng. Tất nhiên ba vector đó là mình sẽ chọn. Tùy vào bài mình sẽ chọn. Rồi. Quay lại ở đây. Đầu tiên thầy sẽ chọn ba vector ABC không đồng phẳng với nhau. Thì để cho dễ thì các em có thể chọn nó chung một điểm gốc. Nó chung một điểm gốc. Có thể là mấy em chọn vector AB, AD với lại AA phẩy. Chắc chắn là nó sẽ không đồng phẳng. Hoặc là các em có thể chọn vector A phẩy B phẩy, A phẩy D phẩy và A phẩy A. Hoặc các em có thể chọn vector là BA, BC và BB phẩy. Các em muốn chọn cái nào cũng được. Miễn sao là ba vector này nó không đồng phẳng, thì để cho dễ thì mình lấy điểm gốc là nó giống nhau. Thì đây mấy em chọn đi. Ở đây thầy chọn nha. Chọn vector A chính là bằng vector AA phẩy đi. AA phẩy. Vector B là bằng vector AB đi. Và vector C là bằng vector AD đi. Đó. Thì chọn ba vector như vậy. Đây, vector AB là vector B ha. Vector AA phẩy là vector A đúng không? Vector AD là vector C. Và bây giờ thầy đi phân tích vector MN theo hai vector, theo ba vector này. Thế thì trước khi chúng ta phân tích vector MN, chúng ta có vector MN chèn cái điểm A vào, ba điểm này nó cùng điểm gốc là điểm A này. Nó bằng AN trừ AM. Nó bằng AN trừ AM. Được chưa? Vậy đi phân tích từng cái. Thế thì vector AN bằng gì? Thì rõ ràng vector AN đây, điểm N có được là từ đâu?
từ cái đẳng thức này. Vậy thầy chèn cái điểm A vào đây. Chèn điểm A vào đây này. 1 2 ha. Chèn điểm A vào. Như vậy là từ 1 suy ra vectơ NA phẩy thì là A phẩy A sau trừ A trước tức là AN bằng bên này trừ 2/3 vectơ A sau là AC trừ A trước là AN. Rồi từ đây các em nhân ra 2/3 trừ 2/3 cộng 1 2/3 cộng 1 là 5/3 5/3 vectơ AN đúng không? Bằng bên này là vectơ AA phẩy ghi lại AA phẩy ghi lại chỗ này trừ 2/3 AC chuyển qua đây thì cộng 2/3 AC. Mà vectơ AC em biết vectơ AC là vectơ đường chéo của cái hình bình hành này thì vectơ AC nó bằng vectơ gì? AB cộng AD AB cộng AD đó. Rồi thì nhân 2 vế với vectơ hai nhân 2 vế với lại 3/5 thì ta ra được vectơ AN bằng 3/5 vectơ AA phẩy cộng cho nhân 3/5 thì chỗ này là 2/5 vectơ AB cộng cho 2/5 vectơ AD. Như vậy là bằng vectơ AN bằng đó là bằng 2/5 xin lỗi 3/5 vectơ A cộng cho 2/5 vectơ B cộng cho 2/5 vectơ C. Vậy là ta đã phân tích được các vectơ đúng không? MN quên các vectơ AN theo ABC. Bây giờ tới vectơ AM. Từ đây thôi, AM là từ đây. Đó, men kèm điểm A vào. Vậy là hai tương đương ha. Hai tương đương. Thì AM MA thì là trừ AM bằng trừ 1/4 chèn A vào thì đó là AD trừ AM đúng không? Đó. Rồi như vậy là mấy phần tư đây? 4 lần trừ 4 lần AM bằng trừ AD cộng AM chuyển vé qua là 5 lần AM bằng AD. Vậy thì có được một điều đó là vectơ AM bằng 1/5 vectơ AD. Vectơ AM bằng 1/5 vectơ AD. Đúng chưa? Vậy bây giờ thay vào chính là 1/5 vectơ C đúng không? 1/5 vectơ C. Rồi, thay vào cái vectơ AM trừ AN thay vào đây. Như vậy là vectơ MN bằng gì? Sao suy ra vectơ MN sẽ bằng AN trừ AM. Như vậy là trừ đi thì nó này nó là 2/5 trừ đi 1/5 còn lại là 1/5. Vậy là 3/5 3/5 vectơ A cộng 2/5 vectơ B cộng cho 1/5 vectơ C. 2/5 trừ đi 1/5 còn lại 1/5. Đó, vậy là chúng ta đã phân tích được vectơ MN theo 3 vectơ ABC. Thì bây giờ chúng ta thu gọn cái này lại. Thu gọn cái này lại, được chưa? Mấy em thu gọn thì số 3 mấy em nghĩ ra việc là tách ra số 2 với số 1. Như vậy là 3 thì tách ra là 2A cộng 2B. 3 tách ra là 1BA. 3 tách ra là 2 với 1 này. Cộng cho gì? C. Đó. Vậy ở ngoài nó là 1/5. 1/5. Đúng chưa? Thế thì hai lần vector A cộng vector B đây. Rõ ràng vector A này cộng vector B này thì nó chính là hai vector cạnh của hình bình hành. Vậy nó chính là bằng vector AB phẩy. Nó là bằng vector AB phẩy. Hai lần vector AB phẩy. Cộng cho vector A cộng vector C. Vector A này
Còn vector C này, nó chính là vector A dê phẩy, đúng không? Vector A dê phẩy. Đó, A dê phẩy. Còn vector A dê phẩy. Rồi, nhân cho 1/5. Đúng chưa? Như vậy tóm lại ta có gì mấy em? Ta có một cái đẳng thức đó là vector MN. Tóm lại ta có vector MN bằng 2/5 vector AB phẩy cộng cho 1/5 vector A dê phẩy. Đúng chưa? Vector MN bằng 2/5 vector AB phẩy rồi cộng cho 1/5 vector A dê phẩy. Đây. Như vậy thì theo cái điều nhận xét bên này thì chúng ta suy ra rằng ba cái vector MN, AB phẩy và AD phẩy là ba vector đồng phẳng. Ba vector đồng phẳng thì cái giá của nó sẽ cùng song song với một mặt phẳng. Họ là cùng chứa trong một mặt phẳng. Nhưng mà cái mặt phẳng mà chứa hai vector AB phẩy và AD phẩy đó chính là mặt phẳng AB phẩy D phẩy. Như vậy thì MN suy ra là cái giá của nó chính là MN. Nó sẽ song song với mặt phẳng có chứa hai cái đường AB phẩy và AD phẩy, tức là song song với mặt phẳng AB phẩy D phẩy. MN sẽ song song với mặt phẳng AB phẩy D phẩy. Nhưng mà cái mặt phẳng AB phẩy D phẩy này nó cũng song song với mặt phẳng BC phẩy D. BC phẩy D. BC phẩy D. Đây. Đó. Hai cái mặt phẳng đó song song với nhau. À, nó song song với mặt phẳng BC phẩy D. Hai cái mặt phẳng đó là hai cái mặt phẳng xéo. Nó đi qua ba cái đường chéo, ba mặt của cái hình lập phương, hình hợp. Như vậy là MN song song với lại hai mặt phẳng này. Vậy là nhìn vào đáp án chúng ta thấy là đó chính là đáp án B. BC phẩy D. Đáp án B. Được chưa? Đây là một ứng dụng của vector dùng để chứng minh hai cái đường thẳng và mặt phẳng song song với nhau. Chúng ta muốn chứng minh đường song song với mặt thì ngoài cái cách chứng minh đường đó song song với một đường thẳng khác chứa trong mặt thì ta còn có thể chứng minh theo kiểu là ba vector đồng phẳng. Nhưng mà khi mà ba vector đồng phẳng rồi, hai cái vector này nó cùng nằm trong một mặt phẳng thì cái giá của vector này sẽ song song với lại cái mặt phẳng chứa hai vector này, hoặc là chứa trong, thì ở đây cái điểm N và điểm M nó không thể chứa trong cái mặt phẳng nó được, cho nên nó phải song song. Được chưa nào? Rồi. Kết thúc câu số 18 nha. Tiếp tục chúng ta đến với câu số 19. Cho tứ diện đều ABCD. Ở đây mình có thể cho nó cạnh bằng A luôn cũng được nha em. Yêu cầu là tính tích vô hướng AB nhân với CD bằng bao nhiêu. Rồi. Các em vẽ hình ra. Đây là tứ diện đều ABCD. Được chưa? Để cho cái cạnh là bằng A. Rồi. Chúng ta yêu cầu tính tích vô hướng AB nhân CD. Thì tứ diện đều thì tất cả các mặt nó đều là tam giác đều. Rồi. Vậy các em tính AB nhân CD này. Thì các em thấy là cái điểm góc ở này là A. Thì mình có thể chèn A vào đây. Bằng AB nhân với AD trừ AC. Chèn, nhưng mà chèn thì với đắc trừ nha các em. Vậy là bằng AB nhân AD. Rồi trừ AB nhân AC. Rồi. Như vậy bằng gì tiếp? Bằng độ dài AB nhân độ dài AD nhân cho cos của góc sen giữa là 60 độ. Góc giữa vector AB và AD là bằng 60 độ nha em. Đây. Trừ cho độ dài AB nhân độ dài AC nhân cho cos của góc sen giữa AB và AC là bằng 60 độ. Như vậy nó sẽ bằng là A nhân cho 1/2, tức là A bình chia 2. Trừ chỗ này cũng là A nhân A bình chia 2 nhân cho 1/2. Như vậy là hai cái này bằng nhau, trừ nhau bằng 0. Đúng chưa? Như vậy câu 19 này đáp án tích vô hướng này là nhân nhau bằng 0 nha các em.
Đáp án là gì? Câu 19. Đây, đáp án là C. Câu 19 C nha. Các em tiếp tục đến với câu số 20. Cho tứ diện ABCD có AB bằng AC và bằng AD. Chúng ta có thể đặt luôn bằng A nha các em. Rồi góc BAC bằng góc BAD bằng 60 độ. Yêu cầu hãy xác định góc giữa hai vectơ AB và CD. Ở đây các em để ý cái đặc điểm là nó tập trung dồn hết vào cái đỉnh A nha các em. Được nha. Để các em vẽ hình ra. Đây. Tứ diện ABCD này. Rồi. Thế thì ba cái cạnh AB, AC, AD này mình đặt nó là bằng A này. Góc A, góc BAC bằng 60 độ này. Góc BAD cũng bằng 60 độ. Được chưa? Vì vậy ta có là yêu cầu là tính góc giữa hai vectơ AB và CD. Vì vậy chúng ta tính cos nữa. Cos của góc tọa bởi hai vectơ bằng gì? Nó bằng tích vô hướng chia cho tích độ dài. Đúng chưa? Vậy bây giờ chúng ta đi tính tích vô hướng AB nhân CD này. Như nãy mình nói là nó tập trung vào cái đỉnh A, cho nên là các em hãy chèn cái điểm A vào. Điểm A vào đây. Vậy là bằng AB nhân với AD trừ AC. Đúng không? Các em phân phối ra đi. Vậy là bằng AB nhân AD trừ AB nhân AC. Rồi, áp dụng tích vô hướng AB nhân AD bằng độ dài AB nhân độ dài AD nhân cos của góc xen giữa AB và AD, đó là góc 60 độ. Còn AB nhân AC thì bằng độ dài AB nhân độ dài AC nhân cos của góc xen giữa AB và AC thì cũng bằng 60 độ. Được chưa? Như vậy là bằng A nhân A nhân 1 phần 2, tức là A bình chia 2. Chỗ này cũng là A nhân 1 phần 2 cũng là A bình chia 2. Vậy là bằng 0. Được chưa nào? Như vậy thì tích vô hướng bằng 0 thì hai vectơ này sao? Vuông góc rồi. Mà hai vectơ vuông góc thì góc giữa chúng bằng 90 độ. Đúng không? Bằng 90 độ. Ok chưa? Rồi. Đáp án ở đây là 90 độ nha em. Đáp án gì? Câu 20. Yeah. Được chưa nào? Rồi. Kết thúc câu 20 nha. Các em tiếp tục đến với câu số 21. Tìm A để cho liêm A mũ A nhân N mũ 2 cộng 4N chia cho 8N bình cộng 3, nó bằng 3/4. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta cử đại diện ra thì cái này nó chính là bằng gì các em? A nhân N bình chia cho anh này nó chính là gì? 8N bình. Vậy đơn giản như là bằng A chia gì? A chia 8. A chia 8 này nó bằng 3/4. Vậy nhân lên thì A bằng mấy em? A bằng 6. Đúng không? A bằng 6. Đáp án là gì? Đáp án A. Được chưa? Vậy câu 21 đáp án A nha. Tiếp theo câu số 22. Mấy em bỏ phần này đi. Câu số 22. Tính tổng của S bằng 1 trừ 2 trừ 1/2 chứ cộng 1/4 trừ 1/8 cộng cho .. cộng cho 1/-2 mũ n trừ 1 rồi cộng .. cái .. này có nghĩa là nó vô hạn nha, vô hạn. Và đây nó rõ ràng nó là một cấp số nhân với quy là bằng mấy em? Quy là bằng gì? Trừ 1/2. Các cái số hạn này này nó tạo ra một cấp số nhân có quy là trừ 1/2. Như vậy thì đây có thể hiểu nó chính là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn. Lùi vô hạn. Bởi vì ở đây nó chính là quy bằng trừ 1/2 là số có trị tuyệt đối biến 1. Thì chúng ta nhớ là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn thì cái công thức tính của nó là S sẽ bằng U1 chia cho gì các em? 1 trừ quy. Được chưa? Ở đây U1 chính là 1 này. Chia cho 1 trừ quy, tức là 1 trừ cho trừ 1/2 là cộng 1/2. Vậy đơn giản này là 3/2 nghịch đảo lên là bằng gì các em? 2/3.
Được chưa? Đáp án ở đây là S bằng 2 phần 3, đáp án B. Câu 22 đáp án B nha. Tiếp theo câu số 23. Biết rằng lim của 2 mũ n mũ 3, 2 nhân n mũ 3 cộng n bình trừ 4 chia cho 2 cộng cho n cộng 4 n mũ 3 bằng l. Khi đó hỏi là 4 1 trừ l bình là bằng bao nhiêu? Rồi các em cử đại diện đi. Ở trên tử đại diện nó chính là 2n mũ 3. Ở dưới mẫu đại diện nó chính là 4n mũ 3. Vậy đơn giản đi, nó bằng 1 phần 2 nha em. L là bằng 1 phần 2. Được chưa? Thế thì 1 phần 2 em thấy ở đây là 1 trừ cho 1 phần 2 là 1 phần 4. 1 trừ 1 phần 4 là bằng 3 phần 4. Đáp án là bằng 4. B. 3 phần 4 nha. Đáp án B. Câu 23 đáp án B. Được chưa? Tiếp theo câu số 24. Câu số 24 yêu cầu là tính lim, lim 5x trừ 3 chia cho căn của x bình trừ 5 khi x tiến đến âm vô cùng. Rồi hôm nay tôi dùng phương pháp gọi là cử đại diện đó. Khi mà x tiến đến vô cùng đó, hoặc là khi n tiến đến vô cùng là mình cử đại diện được hết nha em. Vậy 5x trừ 3 thì đại diện của nó là 5x, chia cho x bình trừ 5 thì đại diện của nó là bằng x bình. Vậy dưới mẫu là căn x bình. Như vậy là bằng 5x chia cho trị tuyệt đối x. Bởi vì căn x bình là trị tuyệt đối x, nhưng mà vì x âm cho nên là gì? Trị tuyệt đối x nó bằng trừ x. Vậy đơn giản đi, nó bằng gì các em? Trừ 5. Đáp số giới hạn đây là bằng trừ 5. Câu 24 đáp án là trừ 5 nha. Đáp án về. Câu 24 đáp án về được em. Câu số 25 yêu cầu tính giới hạn hãy cộng 1 chia cho 0 chia cho x khi x tiến đến 0 cộng nha em. X tiến đến 0 cộng, 0 cộng tức là x lớn hơn 0 đó em. Được chưa? Như vậy thì ở đây khi x tiến đến 0 cộng thì trên tử nó là thế vào đây là 2 nhân 0 cộng 1, như vậy trên tử là 1 chia cho x tiến đến 0 cộng. X tiến đến 0 cộng, 1 là một số dương, chia cho 0 thì ra vô cùng, mà lại là chia cho 0 cộng thì nó ra là dương chia cho 0 cộng, nó ra là dương vô cùng. Đáp án là dương vô cùng, được chưa? Đáp án C. Rồi tiếp tục câu số 26. 26 câu số 26 được chưa? Cho lim của x tiến đến âm vô cùng của căn bậc 2 x bình trừ x bình cộng cho ax cộng cho 5 rồi tất cả cộng x nó bằng 5 thì hỏi giá trị của a là bằng bao nhiêu? Đấy. Thầy trả lời lại câu 25 hồi nãy là đáp án C nha em. Rồi bây giờ câu 26 nè. Câu 26 này thì cái chỗ này x tiến đến âm vô cùng cho nên là cái chỗ này mấy em mà cử đại diện ra nó chính là căn của x bình cộng cho x. Nhưng mà căn x bình là trị tuyệt đối x. Trị tuyệt đối x thì nó là bằng trừ x, bởi vì ở đây x âm. Vậy là trừ x cộng với x thì nó chính là bằng 0 nhân vô cùng nha em. Em đặt x ra ngoài thì nó chính là trừ 1 với 1, nó là 0 nhân vô cùng, nó là dạng vô định. Nó là dạng vô định. Vậy cho nên các em muốn phải khử đi cái dạng vô định, cho nên em không có được là để y như vậy mà cứ đại diện. Được chưa? Khử đi dạng vô định bằng cách là gì? Nhân cái lượng liên hợp thôi. Lượng liên hợp ở đây là A cộng B thì bằng gì? A bình trừ B bình, tất cả chia cho A trừ B. Được chưa? Đó, đây là chính là A này, đây chính là B này. Như vậy cái vế trái nó bằng gì các em? Lim, vế trái bằng lim khi x tiến đến âm vô cùng nha, âm vô cùng. A bình trừ B bình chia cho A trừ B, đúng không? A trừ B. Rồi các em đơn giản mất x bình này đó. Về bây giờ các em chia cả tử và mẫu cho gì các em? Cho x. Nhưng mà nhớ chia cho x mà đưa vào trong căn á, mà ở đây nó chính là bằng số âm. Khi mà x âm á, thì x nó đưa vào trong căn nó chính là trừ của căn x bình. Nhớ chưa? Đó. Như vậy bây giờ chia cả tử và mẫu cho x này. X tiến đến âm vô cùng này. Thì chỗ này chia cho x thì nó còn lại là A cộng cho 5 phần x. Đó. Được chưa? Chia cho x thì vào trong căn. Vào trong căn thì nó là chia cho x bình, và trong căn nó x bình nhưng mà để lại dấu trừ phía ngoài. Như vậy chia cho x bình cho này là 1 cộng cho
a phần x cộng cho 5. Chỗ này chia cho x thì còn lại là trừ 1. Được chưa? Vậy đáp án là gì các em? Đáp án là a chia cho trừ 2. A chia cho trừ 2. Còn không thì nếu mà làm trắc nghiệm thì tới đây các em có thể cử đại diện được này. Cử đại diện trên tử này nó chính là ax này các em. Đại diện trên tử nó chính là ax. Đại diện dưới mẫu nó chính là x bình, căn của x bình bằng trừ x. Trừ x với là trừ x này nữa là trừ 2x. Vậy đơn giản đi, nó chính là a chia trừ 2. Ok, hai cái đều ra a chia trừ 2 hết. Đúng chưa? Rồi, theo đề cho thì cái giới hạn này bằng gì? Bằng 5. Từ đó sẽ ra a bằng gì các em? Trừ 10. Ok chưa? Đáp số a bằng trừ 10, đáp án gì? A bằng trừ 10, đáp án C. Câu 26 đáp án C nha. Tiếp tục câu số 27. Thế thì câu số 27 như sau. Mấy em đọc đề này. Câu số 27 này, người ta cho cái hàm số fx bằng x bình trừ 4 chia cho x cộng 2 khi mà x khác trừ 2. Rồi nó bằng trừ 4 khi mà x bằng trừ 2. Khẳng định nào sau đây là đúng? Nó hỏi khẳng định nào sau đây là đúng. Được chưa? Câu 3, hàm số chỉ liên tục tại điểm x bằng trừ 2, gián đoạn tại x bằng trừ 2, x khác trừ 2. Hàm số không liên tục trên r, hàm số liên tục trên r, hàm số không liên tục tại điểm x bằng trừ 2. Thì ở đây nó có khá là nhiều cái câu, nhưng mà nói chung là nó chung quy về nó xét cái sự liên tục tại điểm x bằng trừ 2 hay không. Thì chúng ta đi thử tính cái đó trước. Chúng ta đi tính liêm của fx khi mà x tiến đến trừ 2. Coi thử là trừ 2 nha. Coi thử là nó có bằng f của trừ 2 hay không. Rồi. Thế thì ở đây liêm của fx khi x tiến đến trừ 2 thì nó chính là bằng x bình trừ 4. Nó chính là x trừ 2 nhân x cộng 2 chia cho x cộng 2 khi x tiến đến trừ 2. Ủa trừ 2 chứ. Rồi. Đơn giản cái này đi. Trừ 2 thế vào là trừ 4. Thì rõ ràng trừ 4 nó chính là bằng f của gì? F của trừ 2 luôn. Vậy liêm fx khi tiến trừ 2 bằng f của trừ 2. Vậy chắc chắn hàm số này liên tục tại điểm gì? X bằng trừ 2. Như vậy thì hàm số này không liên tục tại x bằng trừ 2 là sai rồi đó. Là sai rồi. Câu D là sai rồi. Được chưa? Vậy tại điểm x bằng trừ 2 là chắc chắn nó liên tục. Thế bây giờ tại x khác trừ 2 thì sao? Đây là tại x bằng trừ 2, bây giờ x khác trừ 2. Thì đó là x khác trừ 2, fx bằng gì em? Fx bằng x bình trừ 4 chia cho x cộng 2. Đây là hàm phân thức hữu tỉ. Tất nhiên nó sẽ liên tục trên từng khoảng thuộc tập xác định. Cái tập xác định của nó là d bằng gì? R bỏ đi trừ 2. Thì đây là cái hàm liên tục trên từng khoảng tập xác định. Vậy nó liên tục trên hai khoảng, đó là âm vô cùng trừ 2 và trừ 2 đến dương vô cùng đó. Nó liên tục trên hai cái khoảng này và đồng thời nó liên tục tại x bằng trừ 2. Và tóm lại cái hàm số này liên tục trên R. Vậy đáp án đúng ở đây là gì? Câu C. Hàm số này liên tục trên R. Ok chưa? Rồi. Thì tiếp tục câu số 28. Câu số 28 nha. Các em đọc đề này. Câu số 28 nó là người ta cho cái hàm số fx bằng x mũ 3 nha các em, trừ đi 27 chia cho x trừ 3 với x khác 3, và nó bằng 27 nên x bằng 3. Tìm khẳng định đúng trong các cái khẳng định sau. Fx liên tục tại x bằng 3, fx gián đoạn tại x bằng 3, fx liên tục trên r. Nó có bao nhiêu khẳng định đúng trong những khẳng định này? Thì cũng tương tự như cái bài 27, chúng ta đi xét thử ra nó có liên tục tại x bằng 3 hay không, bằng cách là tính liêm của fx khi mà x tiến đến 3. Nó bằng cái gì? Các em thấy x tiến 3 nó chính là cái hàm này. Mấy em đơn giản luôn đi. Nó chính là x trừ 3 ở trên tử đó, nhân với x bình cộng cho 3x cộng cho 3 bình là 9, chia cho x trừ 3 khi x tiến đến 3. Vậy đơn giản đây đi thì nó sẽ ra là 999 là bằng 27. 27 thì chính là bằng f của 3 luôn rồi. Vậy chắc chắn là cái hàm số này liên tục tại x bằng 3.
liên tục em ba. Còn tại ít khác ba thì nó sẽ liên tục trên hai cái khoảng đó là từ âm vô cùng đến ba và cho đến ba đến dương vô cùng. Như vậy thì ở đây nó liên tục trên r luôn em, nó liên tục trên r luôn. Như vậy thì đáp án câu 1 là mã là đúng này, liên tục tại x bằng 3 là đúng này. Câu 2 là mã này, gián đoạn tại x bằng 3, câu này là sai này. Câu 3 là mã liên tục trên r, nó là đúng luôn. Như vậy nó có hai cái khẳng định đúng, đó là 1 là mã và 3 là mã. Thì đáp án là gì em? B. Câu 28 đáp án B nha. Rồi, tiếp tục câu số 29. Cho hàm số fx bằng trừ x bình cộng 2 cộng x cộng 2 chia cho x trừ 2 khi x khác trừ 2 nó bằng mx cộng 2 khi mà x bằng bằng 2. Ở đây là x khác 2 và dưới đây x bằng 2 nha. Với giá trị nào của m thì hàm số này liên tục tại điểm x bằng 2. Rồi, muốn mà liên tục tại x bằng 2 thì lim của fx khi x tiến đến 2 nó phải bằng f của 2, đúng không? Ở trên này chúng ta thay vào bấm máy tính thì anh em sẽ thấy là nó có hai nghiệm là 2 với là trừ 1. Vậy nó được tách ra là A này nhân x trừ 2 nhân x trừ cho trừ 1. Đó, nhớ là có A nha em. Người ta gài của mình cái chỗ A, cái gì sai này. Đó, ở dưới 1 là x trừ 2. Thì nghĩ là rất nhiều em sẽ sai cái chỗ này á, quên mất dấu trừ. Đơn giản đi, thì còn lại là 2 thế mà là 3 với 1. 2 với 1 là 3, vậy là trừ 3 này. Rồi, trong khi f của 2 là bao nhiêu? F của 2 là bao nhiêu em? F của 2 thì nó bằng là gì? 2 thế vào đây luôn, 2 nhân m cộng 2. Rồi, như vậy thì để cho cái hàm số liên tục tại điểm x bằng 2 thì hai cái này phải bằng nhau. Tức là trừ 3 nó bằng 2m cộng 2. Từ đó sẽ ra m nó bằng nhiêu em? Trừ 5 bằng 2. Trừ 5 bằng 2. Được chưa? M bằng trừ 5 bằng 2 đáp án gì? A. Câu 29 đáp án là A nha. Tiếp tục câu 30. Rồi câu số 30 như sau. Tìm M để cho hàm số fx liên tục trên R. Liên tục trên R, chứ không phải là liên tục tại x bằng mấy nữa. Cái hàm fx này được phân ra là 2x bình trừ cho x trừ 6 chia cho x trừ 2 nếu x khác 2. Nó bằng mx cộng 3 nếu x bằng 2. Thì khi mà nó liên tục trên R thì bản thân khi mà x khác 2 á, thì cái hàm số fx này là gì? Nó là 2x bình trừ x trừ 6 chia cho x trừ 2. Đây là hàm phân thức hữu tỉ. Nó liên tục trên từng khoảng trong tập xác định. Đó chính là khoảng âm vô cùng đến 2 và 2 đến dương vô cùng rồi. Nó đã liên tục ở đây rồi. Vậy thì muốn cho hàm số này liên tục trên R thì chỉ cần nó liên tục tại x bằng 2 nữa là xong. Đúng chưa? Mà muốn liên tục tại x bằng 2 thì ta cần phải có lim của fx khi tiến đến 2 nó bằng f của 2. Thì tương tự như vậy mà em tách ra, khi x tiến đến 2 thì chỗ này nó ra là nghiệm này là mấy? 2 với lại bao nhiêu em? 2 với lại là trừ 3 phần 4 đúng không? Trừ 3 phần 4. Mấy em gọi tôi thầy bấm đúng không? Nghiệm trên bậc 2 1, 5 1 menu phương trình là 9 đúng không? Menu 9 2 9 2 2. Rồi nhập vào là gì? Nghiệm nó là nhiêu đây? 2 trừ 1 trừ 6 2 bằng trừ 1 trừ 1 bằng trừ 6 bằng. Nghiệm là 2 mới là trừ 3 bằng 2. Lộ, 2 mới là trừ 3 bằng 2. Được chưa? Như vậy nó được tách ra là bằng A là 2 này nhân x trừ 2 nhân x trừ cho trừ là cộng 3 bằng 2 tất cả gì x trừ 2. Được chưa? Rút gọn này đi, vậy là bằng lim x tiến đến 2 nha. 2 với lại 3 bằng 2 là bao nhiêu? 7 bằng 2 nhân với 2 bằng 7. Được chưa? Trong khi f của 2 là bằng mấy này? F của 2 thì thế vào đây nó chính là 2m cộng 3. Như vậy 2 này phải bằng nhau, như vậy sẽ là 2m cộng 3 phải bằng 7. Từ đó sẽ ra m phải bằng mấy? M phải bằng 2. Như vậy muốn liên tục trên R thì nó phải liên tục tại x bằng 2. Muốn vậy thì m bằng 2. Được chưa? Đáp án gì đây? Đáp án C. Được chưa nè? Thì cái câu này, câu 30 này đáp án là C nha. Được chưa? Tiếp tục câu số 31 em. Câu số 31 cho hình lập phương. À, lại là cho hình lập phương nha.
ABCD F' B' C', góc giữa hai đường thẳng BE' và CC' bằng bao nhiêu? Hình lập phương kem vẽ nè. Hình lập phương tất cả các mặt của nó sẽ là hình gì? Hình vuông nha. ABCD E' B' C' và D' được chưa? Góc giữa hai đường thẳng BE' đâu rồi? BE' đây này. BE' và CC'. Ồ, một câu rất là bình thường nha. Ở đây CC' nó song song với là BB', đúng không? Cho nên suy ra là góc giữa cái thằng BA' với lại là CC', nó sẽ bằng góc giữa BA' với lại BB'. Bởi vì hai đường này nó song song với nhau. Đó, nó bằng góc giữa BA' và BC', nó bằng góc này. Nó bằng góc A'BB' và bằng nhiêu? Đây là đường chéo của anh vuông này. Vậy góc này bằng gì? 45 độ. Được chưa? Vậy đáp án là bằng 45 độ. Đáp án gì? B. Câu 31 đáp án B nha. Tiếp tục. Câu số 32. Rồi câu số 32. Người ta cho cái hình lập phương tiếp. Lại là cho hình lập phương tiếp. Người ta yêu cầu tính góc giữa hai vector là B'D và CD. Được chưa? Là các em vẽ lập phương nhanh. Vẽ lập phương ra này. Đây là A, B, C, D. Đây là A', B', C' và D'. Ok chưa? Rồi. Góc giữa hai vector B'D' là vector nào? Đây. B'D' này. B'D' đây. Và vector CD các em. CD đây. CD. CD từ đây qua đây. Được chưa? CD qua đây. Đó. Như vậy ở đây các em không khéo là coi chừng mấy em bị nhầm nha. Không khéo là coi chừng bị sai liền cái chỗ này đấy. Rất là dễ sai. Đó. Rồi. Thế thì ở đây vector B'D' này và vector CD, được chưa? Thế thì vector B'D' rõ ràng bằng vector gì các em? BD. Đó, bằng vector BD này. Đó. Ghi lại nha, vector B'D' bằng vector BD. Đó. Như vậy thì trong khi vector CD đó, CD thì lại bằng vector BA. BA. Được chưa? CD bằng vector BA này. À, như vậy thì suy ra là góc giữa hai vector này bằng góc giữa hai vector này. Mà góc giữa hai vector BD và BA nó bằng nhiêu em? Nó bằng góc B, nó bằng 45 độ. Đó. Ở đây chúng ta đưa về chung một điểm góc đó là điểm B, được chưa? Đưa hai vector này về chung một điểm góc là điểm B. Đó. Vậy thì góc giữa hai vector BD và BA nó bằng, nó lại là nó bằng góc ABD. Và nó bằng 45 độ. Được chưa? Bằng 45 độ. Đáp án là gì? C luôn. Đáp án là C. Được chưa? Rồi. Kết thúc câu bài 2 nha. Chào các em. Tiếp tục chúng ta đến với câu số 33. Cho hình chóp SABC. XA bằng XB bằng XC bằng AB bằng EC và bằng 1. Trong đó BC là bằng căn 2. Yêu cầu tính góc giữa hai đường thẳng AB và XC. Rồi. Rồi các em vẽ hình nữa. Đây, S, A, B, C, đi nha. Ở đây S, A bằng S, B bằng S, C bằng 1 hết. Rồi A, B bằng E, C cũng bằng 1 luôn.
chỉ có cạnh BC là căn 2 thôi. Như vậy thì người ta có thể phát hiện ra là cái tam giác SAB này, tam giác SAC này là hai cái tam giác gì? SAB và SAC là hai tam giác đều. Rồi cái tam giác SBC này và tam giác ABC này nó là vuông cân, đúng chưa? Có cạnh huyền là BC, bởi vì nó thỏa định lý Pythagore, các em đúng không? Bây giờ người ta yêu cầu tính góc giữa hai đường thẳng, đó là đường thẳng AB và cái đường thẳng gì? SC, được chưa? Thì chúng ta có thể áp dụng công thức tính ha. Cos góc tọa bởi hai đường thẳng AB và SC nó bằng chỉ tuyệt đối cos góc tọa bởi hai vector AB và SC. Rồi nó bằng chỉ tuyệt đối tích vô hướng AB nhân SC chia cho tích độ dài AB nhân SC, được chưa? Ở đây chúng ta có là tích độ dài AB nhân SC đó, nó là có rồi, AB có rồi, SC có rồi, vậy chỉ còn lại là tích vô hướng AB nhân SC thôi, đúng chưa? Ở đây nhiều em sẽ thắc mắc là tại sao lấy chữ tuyệt đối, là bởi vì góc giữa hai vector có thể là nhọn, nếu mà nhọn thì cos nó dương, nhưng mà có thể là tù, tù thì cos của nó sẽ là âm, cho nên là góc giữa hai đường thẳng thì bao giờ cũng phải là nhọn, cho nên là cos của góc là bởi hai đường thẳng cũng phải dương, cho nên lấy cos góc tọa bởi hai đường thẳng nó sẽ bằng chữ tuyệt đối cos góc tọa hai vector chỉ phương nha. Rồi ở đây AB nhân SC thì mình có thể tính riêng, chúng ta chèn cái điểm S vào, bởi vì ở đây nó tập trung vào cái điểm S góc 60 độ này, góc 90 độ, đúng không? Tập trung vào điểm S. SB AB nhân SC thì chèn điểm S vào đây, chèn theo quy tắc trừ nha, SB trừ SA thì nhân với SC, được chưa? Như vậy là bằng phân phối ra SB nhân SC trừ SA nhân SC. Rồi thế thì ở đây SB nhân SC nãy mình nói là cái tam giác SBC nó vuông mà, SB nhân SC là bằng 0, còn lại là trừ SA nhân SC thì là độ dài SA nhân độ dài SC nhân cos của góc xen giữa SA và SC là góc này, là góc 60 độ. Như vậy là trừ 1 nhân 1 nhân 1 bằng 2 là trừ 1 bằng 2, được chưa? Như vậy thay vào đây thì ta có là bằng ở trên tử là trừ 1 bằng 2, ở dưới mẫu AB với SC là 1 nhân 1, như vậy là bằng 1 bằng 2. Như vậy cos của góc tọa bởi hai cái đường thẳng này bằng 1 bằng 2, cho nên góc giữa đường thẳng AB với SC nó bằng gì em? 60 độ, đúng chưa? Nè các em có thể tính góc ra vector riêng này, xong là nó bằng 120 độ đấy, xong là trừ đi, lấy 180 độ trừ đi. Nè ở đây chúng ta nhớ đây là thầy làm trực tiếp đấy, còn không thì em có thể nhớ một cái công thức liên quan đến góc ra đường thẳng mà thầy cho luôn cái công thức liên quan đến độ dài của nó, chỉ cần chúng ta biết các cái độ dài của nó thì chúng ta có thể tính được ngay góc giữa đường thẳng. Đó. Ví dụ ở đây, em viết ra công thức lại nha. Để viết hai màu mực để cho mấy đứa nhớ nha. Tức là cos của góc tọa bởi hai vector, cos của góc tọa bởi hai cái đường thẳng AB và SC, hai đường thẳng này là hai đường thẳng, tất nhiên là một tứ diện này, hai đường thẳng chéo nhau, đúng không? Thì nó bằng chỉ tuyệt đối ở dưới đây là gì? Ở dưới đây là AB nhân SC, đúng không? À
không, ở dưới đây là hai lần AB nhân XC nha em. Hai lần AB nhân XC. Rồi ở trên là gì? Chúng ta lấy lần lượt này. A đến S này trừ cho A đến C. AX bình trừ AC bình. Được chưa? AX bình trừ AC bình. Đó. AC bình. Còn đây là AX thì còn lại là B gì? BC đúng không? BC bình thì phải trừ lại cho BX bình. Đó. Nói gì thôi. AX thì trừ đi AC. Đúng không? BX AX thì còn lại là BC chứ. Đó. BC trừ đi B BX bình. Ở dưới là số 2 nha các em. Rồi các em thay vào rồi ra liền không? Các em nhớ công thức này thì mình sẽ làm nhanh hơn. Rồi. AX là 1 này. 1 bình cũng là 1. BC bình, BC bình là bằng 2 này. AC bình là 1 này. BX bình cũng là 1 luôn. Chia cho 2 lần AB là bằng 1 này. Nhân XC cũng là 1 luôn. Rồi. Vậy đơn giản là bằng nhiêu? Có phải là bằng 1 phần 2 không? Đúng chưa? Đó. Thì chúng ta ra ngay góc giữa AB và XC. Nó bằng 60 độ. Ok chưa? Rồi. À, thì nhắc lại công thức nha. Ở dưới mẫu nó là 2 lần nha. 2 lần AB nhân XC. Còn trên tử nó là đây, kem nối đây nè. AX. AX xong em trừ đi AB, AX xong em trừ đi AC. Được chưa? Rồi, cộng cho AX thì B sẽ là B, BC. Rồi sau đó em trừ cho B, BX. Đó. AX thì còn lại BC trừ BX. Được chưa? Rồi, em kết thúc câu số 31 này, 33 này. Đáp án là gì em? 160 độ thì đáp án là A. Được chưa nào? Rồi nha. Các em tiếp tục đến với câu số 34. Cho hình hợp ABCD EFGH. Người ta gọi Y là tâm của bình hành ABEF. Rồi gọi K là tâm của bình hành BCGF. Người ta hỏi khẳng định nào sau đây là đúng. Câu A, 3 vector này đồng phẳng. Câu B, 3 vector này đồng phẳng. Câu C, 3 vector này đồng phẳng. Câu D, 3 vector này đồng phẳng. Rồi, như vậy các em vẽ hình ra ha. Đây. Người ta cho cái hình hợp ABCD EF GH, mình phải vẽ cho đúng cái thứ tự đó nha. Rồi, Y là tâm của mình hành ABEF. ABEF này. Tâm quân mình là ABF. ABF. Đây là Y. Rồi K là tâm quân mình hành BCGF. BCGF. K. BCGF như em. Rồi, đây là K đây. Đây là Y đây. Được chưa? Rồi, bây giờ khẳng định nào dưới đây là đúng? Khẳng định nào dưới đây là đúng? Thì nó nói về cái sự đồng phẳng của ba vector. À, nó sự đồng phẳng của ba vector. Thì các em mới nhắc lại một chút xíu này. Ba vector gọi là đồng phẳng với nhau khi nào? Đó. Ở đây thì có giả sử như ba vector A này, B này, C này, đó. Thế thì nếu như mà thầy lấy một điểm O bất kỳ, rồi thầy dựng ba vector lần lượt bằng vector này, OA, OB, OC, dựng ba vector lần lượt bằng ba vector ABC, thì nếu mà bốn điểm OABC này
đồng phẳng á, thì ta nói là ba vector này đồng phẳng. Còn nếu mà bốn điểm này không đồng phẳng thì ta nói ba vector này không đồng phẳng, được chưa? Bốn điểm OABC, được chưa? Nhưng mà nếu mà chúng ta quy về hết được một điểm thì chúng ta chứng minh được cái sự đồng phẳng của nó. Nhưng mà nếu không á thì chúng ta lại xét như thế này, tức là cái giá của các vector ABC nó phải song song. Bởi vì khi mà nó bốn cái điểm này đồng phẳng á, thì cái giá của vector A nó phải song song hoặc là trùng với lại, hoặc là chứa trong mặt phẳng này. Như vậy thì khi đó là bốn ba vector ABC mà đồng phẳng thì đồng nghĩa với cái việc là giá của các vector ABC nó phải cùng song song hoặc là cùng chứa trong một mặt phẳng. Cùng song song hoặc là chứa trong cùng một mặt phẳng, được chưa? Đó. Rồi. Từ đây chúng ta có A này, vector BG và vector AK và vector GF nó có đồng phẳng hay không? Thì chúng ta vẽ ra chúng ta thấy này. Vector BG này, vector AK này, đó, và vector gì? GF. GF nha các em. Thì mấy em thấy là GF nó song song với lại đó, nó song song với lại gì? BC. GF song song với BC. Cái giá của nó, giá của vector này song song BC. Rồi BY thì lại chứa trong mặt phẳng. Tất nhiên là GF song song BC thì là GF song song với mặt phẳng gì? ABCD. Dạ. Còn BY thì lại chứa trong mặt phẳng ABCD luôn rồi. Như vậy thì nếu mà AK, vector AK mà nó đồng phẳng thì rõ ràng vector AK nó phải có cái giá song song hoặc chứa với trong cái mặt phẳng ABCD, đúng không? Nhưng mà ở đây AK nó không có chứa mà nó cũng không song song. AK mấy em thấy nó đi lên chút xíu. Đó. Như vậy thì nó cắt, chứ không phải nó song song, nó cắt mặt phẳng ABCD. Cho nên ở đây ba vector này sao? Hai anh này nó cùng song song hoặc chứa trong mặt phẳng này rồi, nhưng mà anh AK thì lại không. Như vậy thì chứng tỏ là ba vector này không đồng phẳng. Đó, như vậy câu A bỏ đi, được chưa? Tiếp tục câu B, vector BY, vector IK, vector GF. BY này mấy em, BY này, IK này, IK là vector này, vector IK đây, rồi vector GF, rồi. Thế thì mấy em thấy vector IK thì cái đoạn thẳng IK nó song song với là cái đoạn thẳng AC này, đúng không? Tính chất hình bình hành, đúng chưa? Anh tính chất đường trung bình. Đó, cái đoạn thẳng IK đó, IK này song song AC, câu B nha. IK này song song AC, AC chứa trong mặt phẳng ABCD, cho nên IK nó chứa, nó song song với mặt phẳng ABCD. Rồi thế thì còn cái anh gì, cái anh BY này, thì BY thì dĩ nhiên là chứa trong mặt phẳng ABCD rồi. Rồi cuối cùng là anh gì, GF. Thì GF thì anh song song với lại BC, đúng không? Cho nên là GF nó cũng song song với mặt phẳng ABCD luôn. Đó. Như vậy thì dẫn tới là gì các em? Ba cái vector có ba cái giá IK này, BY này, GF này, ba cái vector này nó cùng có cái giá song song hoặc là chứa trong cái mặt phẳng ABCD, cho nên ba vector này là đồng phẳng. Được chưa? IK, BY và GF đồng phẳng. IK, BY và GF đáp án là B. Được chưa nào? Đó. Câu 34 đáp án B nha. Thì tương tự cho các vector BY, EK và GF thì các em có thể vẽ ra, và em thấy giống như cái câu A, tức là nó song song với lại có hai cạnh song song hoặc chứa với một mặt phẳng, nhưng mà cái cạnh thứ ba nó cắt, nó cắt cho nó không có song song. Đó, thì em xin lỗi đi. Được chưa nào? Rồi. Chúng ta kết thúc câu số 34 nha. Sang câu số 35. 35. Rồi. Câu 35 này cho tứ diện ABCD. Rồi. Cho tứ diện ABCD, gọi Y và G lần lượt là trung điểm của các cạnh AB với CD, được chưa? Người ta gọi G là trung điểm của đoạn thẳng EG. Trong các đẳng thức sau thì đẳng thức nào đúng? Rồi. Thì các em nhớ ngay cái tứ diện mà Y và G là trung điểm của hai cạnh đối diện, rồi G là trọng tâm, G là trung điểm của cái đoạn đó, thì ta nhớ G đó là trọng tâm của tứ diện nha.
thì nhắc lại cái tính chất trọng tâm của tứ diện này. Trọng tâm của tứ diện là gì? Trọng tâm của tứ diện thứ nhất nó là điểm thỏa mãn là vector GA cộng vector GB cộng vector GC cộng vector GY bằng vector 0. Được chưa? A, B, C, Y. Trọng tâm của tứ diện đấy. Rồi, tính chất thứ hai nó là MA với M là điểm bất kỳ nha, cộng MB cộng MC cộng MY nó bằng 4 lần MG. 4 lần MG nha. Rồi, tính chất thứ ba đó là nếu ta nối trung điểm của hai cái cạnh đối diện, rồi thì cái điểm G đó sẽ là trung điểm của cái đoạn đó. Đó. Nếu mà ta nói EZ là trung điểm của hai cạnh đối diện, hoặc là HK là trung điểm của hai cạnh đối diện, thì G sẽ là trung điểm của những cái đoạn mà mình vừa nói đó. Tức là G là trung điểm của đoạn nối trung điểm của hai cạnh đối diện. Của hai cạnh đối diện, được chưa? Tính chất thứ tư đó là gì? Đó là nếu như mà ta nối từ đỉnh A đến cái tâm trọng tâm của cái mặt đối diện á, hoặc là đỉnh B đến trọng tâm mặt đối diện, hoặc là từ đỉnh C đến trọng tâm mặt đối diện, thì nó sẽ đi qua G. Đó, tức là G là giao điểm của các cái đường nối, giao của các đường nối đỉnh đến trọng tâm mặt đối diện, trọng tâm của mặt đối diện, được chưa? Đó. Như vậy thì ở đây dựa vào tính chất đó, nếu mà em nhớ được điều này ha, thì rõ ràng đọc cái đề lên, Y là trung điểm AB, G là trung điểm CD, mà G là trung điểm của đoạn thẳng AG, đúng không? Thì ta có ngay G chính là trọng tâm của tứ diện ABCD. Mà để là trọng tâm của tứ diện ABCD thì chắc nghiêng là vector GA cộng GB cộng GC cộng GY bằng vector vector 0, đúng không? Đó. Như vậy thì chúng ta đánh ngay cái đáp án A liền. Như vậy thì nếu như mà em nhớ thì em nhanh rồi. Bây giờ giả sử như em không nhớ thì làm sao? Không nhớ thì chúng ta vẫn cứ làm bình thường ha. Tức là ở đây nè, không nhớ nha, giả sử như không nhớ. Rồi. Chấp nhận, không nhớ, giả sử như không nhớ cái này đi. Thì thật ra thì chúng ta cứ vẽ hình làm bình thường. Đây. Tức là nếu mà cho tứ diện ABCD đúng không? À, tứ diện ABCD. À. Thì Y và G là trung điểm của AB và CG. Y này, G này. Đó. G là trung điểm của gì? EZ. G là trung điểm EZ. Rồi. Rồi. Vậy thì ở đây nếu mà không nhớ thì mình cũng thấy là các cái vế trái này này nó chính là tổng của GA, GB, GC, GY. Đó. Thì các em cứ thu gọn cái tổng này lại, đúng không? À, GA cộng GB cộng GC cộng GY thì rõ ràng GA mà cộng GB thì bằng 2 lần GI. Vậy thôi. 2 lần GI bởi vì Y là trung điểm AB mà, đúng không? Tính nhất trung điểm. Cộng cho GC cộng GY là 2 lần GZ. Đó. Để đặt số 2 ra ngoài thì còn lại là gì? GI cộng GZ. Mà Y, GI cộng GZ thì G là trung điểm của YZ nữa. Như vậy là bằng vector 0. 2 nhân vector 0 thì cũng bằng vector 0. Được chưa? Rồi khi đó đánh nhau đáp án ngay. Đó. Thì game nên nhớ tính chất của trọng tâm hay hơn là, bởi vì thật ra thì chứng minh nó cũng dễ, nhưng mà gặp bài khác nó có vế trái, nó có nhiều cái biểu thức khác nhau, thì mỗi cái như vậy em phải đi chứng minh một lần thì nó sẽ rất là chậm. Được chưa? Rồi. Chúng ta làm xong câu 35 câu trắc nghiệm rồi. Bây giờ qua phần tự luận nha. Rồi chúng ta bắt đầu với câu tự luận 36. Câu 36 tính giới hạn lim 2n trừ cho căn bậc 2 4n bình cộng 1 chia cho n cộng cho căn bậc 2 n bình trừ 2n. Thì các em thấy là ở đây nó có dạng là cái bậc lớn nhất là bậc 1, đúng không? Bậc 1. Cho nên chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho gì?
cho anh N, được chưa? Có 36 nha. Vì là này liêm 2N trừ căn 40N bình cộng N chia cho N cộng căn N bình trừ 2N thì chia cho tử và mẫu cho N. 2N chia N là bằng 2 trừ căn 40N, tức là chia cho N thì đưa vào trong căn là thành N bình, đúng không? Như vậy là 40N bình chia cho N bình thì bằng là 4 cộng cho N chia cho N bình là 1 phần N. Ở dưới mẫu N chia N là bằng 1 cộng căn chia N đưa vào trong căn thì nó chính là chia cho N bình, vậy là 1 trừ 2 chia N. Rồi, như vậy đáp số là bao nhiêu? 2 trừ căn 4 là bằng 2 chia cho 1 cộng 1, vậy đáp số là bằng 0. Được chưa? Nhớ là ở đây chúng ta trình bày tự luận nha em. Rồi, tiếp theo câu số 37. Câu số 37. Alo. 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 Chúng ta tiếp tục với cái bài số 37. Một cái bài số 2 trong cái phần tự luận đề số 2. Thì ở đây người ta cho cái thứ diện ABCD. Cho thứ diện ABCD. Hai điểm M và N lần lượt thuộc BC và CG. Sao cho BM trên BC bằng 1/4, NC trên NG bằng 3/2. Chúng ta gọi G là trọng tâm của tam giác BCG. Yêu cầu chứng minh AMNG đồng phẳng. Chứng minh AMNG đồng phẳng. Thế thì chúng ta cũng làm giống như cái bài lúc nãy, là chúng ta sẽ đi phân tích các cái vector theo ba vector cho trước. Đó. Ở đây thầy có vector, thầy chọn điểm vector AB là vector A. Đặt vector AB bằng vector A. Vector AC bằng vector B. Và vector AD bằng vector C. Đặt ba vector đó bằng ABC. Các em cần ba cái vector này đồng phẳng. Tức là cần bốn cái điểm AMNG này đồng phẳng. Thì ta cần cái điều là vector AM, AN và AG là ba vector đồng phẳng. Ba vector này đồng phẳng thì mình cần chứng minh rằng vector AG đó nó bằng M lần vector AN, M cộng N lần vector AN đó. Nhưng mà để có được cái đẳng thức này thì ta sẽ đi phân tích ba cái vector này theo ba vector ABC. Đấy. Ta đi phân tích theo ba vector ABC rồi từ đó mình sẽ tìm được cái hệ thức. Vậy đầu tiên là M. M này nó nằm ở đâu? M này nó nằm ở trên cạnh BC này. BM bằng 1/4 BC này. Nhưng mà điểm M thì lại nằm giữa B và C, cho nên vector BM và vector BC nó cùng hướng. Vậy cho nên vector BM bằng 1/4 vector BC. Vậy bây giờ thì truyền cái điểm A vào. AM trừ AB, A sau trừ A trước nha, bằng 1/4 AC trừ AB, AC trừ AB. Đó. Như vậy chuyển vế qua thì ta được vector AM bằng
1 phần 4 cộng với là 1 là 3, 3 phần 4 AB cộng 1 phần 4 AC, tức là bằng 3 phần 4 vector A cộng cho 1 phần 4 vector B. Bây giờ tương tự đến vector AN, AN thì cũng từ đây, NC bằng 3 phần 2 NG. Nhưng mà vì NC và NG nó ngược chiều cho nên vector nó thêm dấu trừ. Vector NC bằng trừ 3 phần 2 vector NG. Rồi các em thế truyền cái điểm A vào. Như vậy là tương đương AC trừ AN bằng 3 trừ 3 phần 2 AD trừ AN. Đó. Như vậy là nhân lên 2 lần AC trừ 2 lần AN bằng trừ 3 lần AD cộng 3 lần AN. 2 với 3 là 5. Như vậy ta được AN bằng 2 với 3 là 5, chuyển qua 2 phần 5 AC cộng 3 phần 5 AD. Vector AC chính là vector gì? Vector AC chính là vector B. 2 phần 5 vector B cộng 3 phần 5 vector C. Rồi. Như vậy là ta đã có được vector AM. Đây. AM. Và vector AN. Được chưa? Ngoài ra thì các em có vector AG. G là trọng tâm của tam giác BCG các em. Như vậy vector AG thì nó bằng 1 phần 3 vector AB cộng AC cộng AD. Nghĩa là bằng 1 phần 3 vector A cộng B cộng C. Đó. Như vậy mình biểu thị làm sao để ra được cái mối quan hệ giữa AG, AM và AN. Được chưa? Như vậy thì ở đây thì để dễ thì thầy nhân cái này nè, 1 này. Thì nhân 2 với cho 4 đi. Vậy là 4 lần AM. Nó bằng 3A cộng B. Mất đi cái mẫu này. Đúng không? Ở dưới đây thì nhân cho 5 đi. Nhân 2 với cho 5. 5 lần AN. Đó. Thì nó bằng 2A cộng BC. 2B cộng BC. Đúng chưa? Vậy là ở đây là A cộng B cộng C. Này AB, này là 3A rồi, này là 3C rồi, này là 2B, này là 21B. Thì cộng lại thì nó sẽ ra đủ 3B. Vậy là 4 lần AN, 4 lần AM cộng 5 lần AN, nó sẽ bằng 3 lần A cộng 3 lần B cộng 3 lần C. Tức là 3 lần A cộng B cộng C. Đó. Mà A cộng B cộng C nó chính là bằng 9 lần A, AG. Quên, A cộng B cộng C nó chính là 3 lần AG. 3 lần AG nhân với 3 nữa là 9 lần AG. Được chưa? Như vậy từ đây suy ra AG nó bằng 4 phần 9 vector AM cộng 5 phần 9 vector AN. Đó. Vậy đẳng thức này chứng tỏ gì các em? Bốn cái điểm A, M, N, G đồng phẳng. A, M, N, G đồng phẳng. Được chưa? Đó thì suy nghĩ giải dạng này nó cũng đi từ cái việc là phân tích vector theo ba vector cho trước. Mem định ra. Mem đi phân tích ra. Rồi, kết thúc bài đây.
Chúng ta đến tiếp tục với câu số 38 phần tự luận. Đây là một câu mà thì đánh giá là khá là khó đối với nhiều em. Khó đấy, khó đấy nha. Thứ nhất là chúng ta nhận xét cái dạng này, tính giới hạn B nó bằng liên khi x tiến đến dương vô cùng của x nhân cho căn bậc 2 của x bình cộng 2x trừ cho 2 lần x bình cộng x rồi tất cả cộng x. Cái giới hạn này nếu mà em khử đại diện trước á thì em sẽ thấy nè, căn x thì khử đại diện nó ra sẽ là x, căn x bình chứ, căn của x bình thì khử đại diện nó ra sẽ ra là bằng x, bởi vì ở đây là x tiến đến dương vô cùng cho nên là x dương, căn của x bình thì là trừ được đó x thì nó sẽ ra là bằng x. Rồi chỗ này cũng vậy, căn của x bình khử đại diện ra là x cho nên là chỗ này là trừ 2 x cộng x. Như vậy thì bản thân cái chỗ này này, bản thân cái chỗ này nó đã là dạng vô định rồi đó nghe, bởi vì nó là không nhân x. Bản thân cái chỗ này là không nhân x, nó là dạng vô định rồi đó, dạng không nhân x vô định rồi, phía ngoài nó còn nhân x nữa đó, cho nên cái dạng này không đơn giản đâu nha các em, không đơn giản đâu nha. Thì bây giờ giải sao? Thì đầu tiên em khử dạng vô định đi á, thì các em có thể chuyển về cái dạng là tách cái số trừ 2 này ra này, là trừ 1 với trừ 1. Rồi, các em nhân cái lượng liên hợp. Rồi, cách thứ hai là các em coi như đây là A cộng B luôn này. Thì tức là căn này với x em nhóm lại, em nhóm lại thì nó ra là A, A là trừ đi B. Thì em áp dụng cái lượng liên hợp A trừ B, em khử đi. Thì cái cách hai đó thì thầy có trong cái lời giải rồi, thì các em tham khảo nha. Ở đây thầy trình bày theo cách là tách cái số trừ 2 này ra, B bằng liêm, tách cái số trừ 2 này ra này, ý tiến đến dương vô cùng thì ghi lại, x nhân cho, tách cái số trừ 2 này ra thì nó là căn của x bình cộng 2x, rồi trừ cho căn x bình cộng x. Rồi còn lại tiếp một dấu trừ nữa à, thì mình mở ngoặc đây là căn x bình cộng x, rồi đặt dấu trừ ra thì nó là trừ x. Được chưa? Được chưa các em? Rồi vậy tất cả chia cho gì? À chưa, chưa chia. Rồi vậy tức là trừ 2 tất cả là trừ 1 với trừ 1. Rồi cái trừ 1 ở phía sau á thì đem trừ ra thì nó còn lại là ở trừ ở trong, chỗ x này thành chỗ trừ. Được chưa? Rồi áp dụng cái gì? A trừ B nó bằng gì các em? A bình trừ B bình chia cho A cộng B, đúng không? Như vậy là bằng giới hạn này ghi lại nhân liêm x tiến đến dương vô cùng này, đúng không? X nhân A trừ B nó bằng A bình trừ B bình chia cho A cộng B. Rồi cái dấu trừ ở giữa này chỗ này A trừ B thì nó là A bình trừ B bình chia cho A cộng B. Đó. Thì game đơn giản đi. Đó. Vậy thì x bình trừ x bình hết thì còn lại là x này. Ở dưới mẫu ghi lại. Rồi. Trừ cho. Chỗ này là còn lại là x. Ở dưới mẫu ghi lại. Đó. Thế bây giờ nếu như chúng ta chia, chia cả tử và mẫu với lại x thì em sẽ thấy nó ra cái gì? À, nếu mà em tới đây mà em chia cả tử và mẫu cho x thì nó sẽ ra cái gì cơ? À, cái chỗ này là x nha, thì làm bài nháp này, chia cả tử và mẫu cho x thì nó sẽ ra tiếp là cái chỗ này nó sẽ ra là x này nhân với 1 chia cho x nha, thì dư vô trong căn này chia cho x bình, chỗ này là căn của 1 cộng 2 phần x, chỗ này là chia cho x thì vô trong căn nó là x bình 1 cộng 1 phần x trừ
chia chỉ thì chỗ này là 1 chia cho căn 1 cộng 1 phần x cộng cho 1, đúng không? Như vậy thì rõ ràng nó ra kết quả phía trong ngoặc này nó là x nhân cho 1 phần 2 trừ 1 phần 2. Nhưng mà 1 phần 2 là trừ 1 phần 2 nghĩa là 0. 0 nhân với x là vô cùng, 0 nhân vô cùng thì lại dạng vô định tiếp. Đó, mà dạng vô định thì mình đâu có được đâu, đâu có bằng gì đâu. Phải khử đi, đúng không? Cho nên ở đây mình chưa cho chia x được. Chưa có phải chia cho x được. Thế thì ở đây tức là cái dấu hiệu ban đầu mấy em thấy là khi mà mấy em rút cái cửa đại diện ra thì nó đã là không nhân vô cùng rồi. Vậy em khử đi lần thứ nhất thì nó tiếp tục phía ngoài nó lại là không nhân vô cùng tiếp. Cho nên cái dấu hiệu bài này, cái phương pháp làm bài này nó phải là nhân liên hợp, khử tới hai lần lượt, khử hai lần chứ không phải một lần là được. Được chưa? Khử hai lần. Thì cái cách làm ở trong cái file PDF mà có lời giải thì cũng là khử hai lần. Khử hai lần. Nhưng mà chúng ta khử cách này nó sẽ khác đi một chút. Đó. Như vậy thì lần đầu tiên chúng ta tách cái số trừ 2 này ra thành là trừ căn với là trừ căn. Chúng ta khử lần thứ nhất, nhân liên hợp khử lần thứ nhất. Bây giờ tiếp tục ta khử lần thứ hai. Thì x này với x này chúng ta thấy là nó có nhân tử chung là x, mem đặt ra ngoài. Em đặt ra ngoài là x thì ra ngoài nó sẽ ra là x bình. Còn lại cái trong em quy đồng lên. Em quy đồng lên. Thì nó là căn x bình cộng x cộng cho x trừ đi là căn x bình cộng 2x. Đó. Em trừ tiếp cho căn x bình trừ cộng x. Đó. Thì dưới mẫu là hai cái đó ghi lại thôi, chịu khó ghi lại. Nhân cho căn. Rồi. Như vậy thì cái dấu trừ này, hai cái biểu thức này giống nhau nữa. Đơn giản đi. Ok chưa? Đó. Như vậy là chúng ta tiếp tục khử tiếp lần thứ hai. Thì cái anh này nó là A trừ B này mấy em. A trừ B thì bằng gì? Bằng A bình trừ B bình chia A cộng B tiếp lần thứ hai. Đó. Như vậy tiếp tục nha. Như vậy bằng liêm ghi lại ha. X tiến nó duyên vô cùng. Rồi, vậy x bình thì ghi lại này. Nhân A cộng B nó thành là A bình. Xin lỗi, A trừ B chứ. A trừ B nó thành A bình này. Trừ B bình. Chia cho A trừ B. A trừ B là, xin lỗi, A bình, A trừ B thì bằng A bình trừ B bình. Chia cho A cộng B. Cộng B. Đúng không? Còn hai cái này ghi lại thôi. Đó, ghi lại, cái này cũng ghi lại này. Rồi, xong. Thì bây giờ chúng ta đơn giản đi. Đơn giản cái x bình này nè. Với lại x bình này. Vậy còn lại là trừ 2x mũ 3. Đúng không? Trừ 2x mũ 3. Thì bây giờ em chia luôn. Bây giờ chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho x mũ 3. Chia cho x mũ 3 thì cái chỗ này là trừ 2x mũ 3. Mà chia cho x mũ 3 thì còn lại là trừ 2. Thì đúng không? Đó. Còn dưới mẫu thì là gì các em? Chia cho x mũ 3 thì em phân ra, chia bên này cho x, chia cái này cho x và chia cái này cho x. Đó. Chia cái này cho x thì vô trong căn nó là chia cho x bình nha. Thì chia cái này cho x thì chỗ này là 1. Vô trong căn nó là chia cho x bình. Thì còn lại là 1 cộng cho 2 phần x. Đúng không? Nhân chia cái này cho x. Tức là x mũ 3 tách ra là x nhân x, x, đúng không? Chia cái này cho x, chia cái này cho x, chia cái này cho x. Như vậy là chia cho x vô trong căn nó là chia cho x bình. Vậy chỗ này là gì các em? Chỗ này nó là 1 cộng cho 2 phần x cộng cho căn, chỗ này là 1 cộng cho 1 phần x. Đó. Chia cho x thì vô trong căn nó là chia cho x bình. Rồi cái chỗ này là chia cho x bình là 1 cộng cho 1 phần x cộng cho 1. Rồi, được chưa? Ok chưa? Vậy đáp số là gì? Trừ 2 chia cho, chỗ này là 1 với 1 đây là 2 này, 1 với 1 đây là 2 này, 1 đây là 2. Được chưa? Thì đáp án là gì các em? Trừ 1 phần 4. Trừ 1 phần 4. Ok chưa? Đó. Thì cái bài này nó khá là, thầy nói đánh giá là nó một bài khá khó và phức tạp. Thì các em để ý, chúng ta khi mà chúng ta khử xong lần thứ nhất mà em, nếu mà chia xong á
chia lần thứ nhất em vẫn ra cái dạng là vô định, không nhân vô cùng ở đây này, cái bước ngoặt ở đây, thì tiếp tục em phải nhân liên hợp tiếp lần thứ hai, ở đây thì quy động lên tiếp này nhân liên hợp được nha. Rồi đây thì kết thúc bài số 38. Đáp số là -1/4 nha, đáp số là -1/4. Rồi chúng em đến với câu số 39. Tìm M lớn với M lớn 2 nhân, hãy tìm số nghiệm của phương trình trị thực đối x mũ 3 trừ cho 2 nhân M nhân x bình cộng với 2 bằng 0. Thì ở đây nó yêu cầu là cho M lớn 2 nha các em. M này lớn 2 này. Vậy thì cái phương trình này nó có bao nhiêu nghiệm? Thì các em thấy là cái phương trình này nó có trị thực đối x, mà cái chỗ này nó lại có gì? X bình. Nó lại có x bình. Được chưa? Nhưng mà chúng ta nhớ là x bình thì nó cũng bằng trị thực đối x bình. X bình nó cũng bằng trị thực đối x bình. Được chưa? Thì x bình nó bằng trị thực đối x bình, cho nên các em có thể làm mất đi cái trị thực đối ở đây để chúng ta dễ xét hơn bằng cách là các em đặt t. Đặt t nó chính là bằng trị thực đối x. Ở đây cái điểm mấu chốt ở đây này, các em suy nghĩ đó, đó là đặt t bằng trị thực đối x. Thì khi đó cái phương trình này này, cái phương trình này này, nó trở thành cái phương trình là t mũ 3, t mũ 3 trừ cho 2m x bình, thì nó chính là trị thực đối x bình. Vậy cho nên là chỗ này chính là t bình, 2m t bình. Rồi cộng cho 2, rồi bằng 0. Đó, khi các em đặt t như vậy thì nó ra được cái phương trình này. Nhưng mà nhớ là trị thực đối x thì là một số không âm các em. Một số không âm. Vậy cho nên là trị thực đối x thì t nó phải lớn bằng 0. Thế thì người ta yêu cầu ở đây là nó liên quan đến chữ số nghiệm của phương trình. Như vậy thì khi mà em chuyển qua cái biến t này, em phải nói được là cái một t như vậy nó sẽ cho ra mấy x. Cái đó là điều quan trọng, đúng không? Một t em cho ra bao nhiêu x, để em biết được rằng là khi này có bao nhiêu t thì em suy ra ngược lại sẽ có bao nhiêu x. Đó. Thì nếu mà t âm này không có nghiệm nào nữa, đúng không? Nếu ba trường hợp này t mà âm thì nó không có nghiệm x, đúng không? T âm nó đâu ra x nào đó. Nhưng mà nếu t bằng 0 á thì nó sẽ ra mấy x em? 1x. Đó là x bằng 0, đúng không? Còn nếu mà t dương á, ví dụ t dương thì trừ cho đối x bằng số dương thì x sẽ có hai giá trị x. Ví dụ t bằng 1 đi thì là x sẽ bằng cộng trừ 1. Đó, t bằng dương thì nó sẽ ra 2x, đó là x bằng cộng trừ t. Như vậy thì ở đây là 2x. Đó. Vậy thì bài toán nó trở thành gì? Tìm số nghiệm của phương trình này. Trở thành tìm số nghiệm của phương trình này. Và cái nghiệm của phương trình này, các em tôi thì cái nghiệm đó nó so với số 0 là như thế nào? Nó so với 0 là như thế nào? Đó. Và bây giờ tất nhiên em đi tìm số nghiệm của phương trình này thì em phải đặt đây là ft này. Ft này chính là vế trái, đúng không? Khi mà em đặt cái đó là ft xong thì các em coi thử là em ft này nó là hàm bậc 3 rồi nè, chắc chắn là liên tục trên r rồi. Mà nó liên tục trên r thì nó liên tục trên bất kỳ một cái đoạn nào của r, một cái con tập hợp con nào của r. Vậy cái điều liên tục là ở đây không quan trọng, quan trọng là em chọn cho thầy những cái giá trị nào để mà nó ra được hai cái đó nhân nhau là âm, tức là cần phải chọn ra fa và fb sao cho là fa nhân fb là âm. Đó, thì mình coi thử là cái phương trình này có bao nhiêu nghiệm. Thì ở đây phương trình bậc 3 thì tối đa là nó có 3 nghiệm thôi. Vì vậy thì chúng ta tối đa là chúng ta tìm ra 3 khoảng thôi mà nhân nhau nó trái dấu, đúng không? Thế thì ở đây khi mà nó dính năm số M thì thầy đã từng nhắc là gì? Mình phải tìm ra cho được là hai giá trị A và B sao cho một á là thế vào đây nó sẽ ra được dấu, hai á là thế vào nó triệt tiêu M. Đó, hoặc là triệt tiêu M hoặc là ra được dấu, hoặc là nhân lại nó ra dấu. Và đặc biệt các em phải để ý cái điều kiện M lớn 2. Đó. Như vậy thì một trong những cái trường hợp mà nó triệt tiêu M nó ra rồi á thì đây chính là gì các em? Đây chính là giá trị 0. Giá trị 0 nó sẽ triệt tiêu M. Em tính F0 trước. F0 em tính ra là gì các em? F0 các em tính ra nó là đây nó chính là 0, này là 0, như vậy là bằng 2. Dấu dương. Dấu dương đúng không? Rồi tất nhiên đến F1 cái chiều của nó đang như thế này nha. Đang như thế này. Đây là số 0 này.
Đây là dấu dương rồi này. Bây giờ mình cần dấu âm nha em, cần dấu âm. Rồi F1 có âm hay không? F1 xong F2 à, xong nữa đúng không? Ở bên này F-1, trừ 2 đó. Thì bây giờ F0 là đã mất đi M rồi đấy. Rồi F1 đúng không? Cái này là đang nãy giờ là đang phân tích và làm bài nháp nhưng mà chưa trình bày đâu. Lát nữa chúng ta trình bày một lần. F của 1 thì nó ra là nhiêu? F của 1 thì nó ra là 3 trừ 2M. Nếu mà M bất kỳ thì mình chưa biết dấu cái này đâu. Nhưng mà ở đây M là dấu gì? Số dư số lớn là 2. Như vậy thì 2M sẽ lớn 4. Vậy thì cái số này là lớn 4 mà 3 trừ đi một số lớn 4 thì chắc là dấu âm này. Ồ, vậy được rồi đúng không? Trừ 1 là dấu âm. F của 1 là dấu âm. Tiếp tục, nếu mà giả sử thì tính tiếp F2 thì sao? F của 2 thì nó sẽ ra là 2. Rồi, 2 mũ 3 là 8, 8 với 2 là 10. Trừ cho 2 mũ 2 là 4, 4 mũ 2 là 8. 8M. Thế thì ở đây 2 đó, M lớn 2 này, M lớn 2. M lớn 2 thì là 8M sẽ lớn 16. Như vậy thì M 8M lớn 16. Thế thì 10 mà trừ một số lớn 16 là chắc chắn là âm rồi. Chắc chắn là âm rồi. Như vậy thì ở đây nó không hiệu quả các em. Tức là giá trị này á, với F1 là âm, F của 2 cũng là gì? Cũng là âm. Như vậy càng ngày càng tính nhiều nó sẽ âm tiếp. Như vậy chưa được đâu. Chưa được. Như vậy ở đây các em phải lấy cái F khác này. F khác. Ở đây ngoài cách triệt tiêu M nữa em thấy gì? Cái chỗ này nè, T bình, T mũ 3 này. À, T bình với T mũ 3 thì thầy có thể lấy T bình ra ngoài. Còn lại là gì các em? Còn lại là T trừ 2M. Cái đúng không? T bình với T mũ 3 đặt nhau chung. À, còn lại cộng 2. Như vậy thì tại sao mình không lấy T là bằng 2M để cho nó nhân lại, nó mất đi cái M luôn. Đúng không? Thì vậy thì ở đây ngoài cái giá trị là không, nó triệt tiêu mất M ra, thì nó còn cái giá trị là 2M. T bằng 2M. Được chưa? Rồi, như vậy là ở đây chúng ta có F của 2M. F của 2M. Thế thì F của 2M thế này, như nãy mình đã tính toán rồi, chỗ này nó chính là 8M mũ 3 trừ đi chỗ này nó ra là 8M mũ 3 bằng 0. Vậy F của 2M là bằng 2 các em. F của 2M bằng 2. Vậy thì 2 là dấu dương. Như vậy thì cái số 2M này so với đâu, nằm ở đâu so với số 2, so với số 1? Thì rõ ràng mấy em thấy này, M là số lớn 2 mà. Như vậy thì 2M chắc chắn là lớn 4. Như vậy 2M lớn 4 thì 2M nằm đâu sau này này? F của 2M ở đâu sau này? Đó, thì chỗ này nó sẽ ra dấu gì? Dấu dương. Vậy là một khoảng này, một khoảng là âm này, nhân lại âm này, bên này là dương này. Dương sang âm rồi sang dương. Ok. Như vậy tiếp theo bên phía này chúng ta lấy số bên phía này nữa. Chúng ta lấy F của trừ 1. Coi thử dấu gì. Coi thử dấu gì nha các em. F của trừ 1 chỗ này là trừ 1. Đúng không? Chỗ này là trừ 1. Chỗ này là trừ 1. Cộng với 2 thì ra là 1. Trừ cho. Chỗ này ra là trừ 2M. M là số lớn 2. Như vậy trừ 2M là số gì? Lớn 4. 1 trừ đi trên một số lớn 4 chắc chắn là âm. Như vậy F của trừ 1 ra dấu âm. Như vậy là được là các em. 3 khoảng này đó. 1 khoảng này. 2 khoảng này. 3 khoảng này. Đúng chưa? Nhưng mà phương trình bậc 3 mà có 3 nghiệm là tối đa rồi. Tối đa là 3 nghiệm. Rồi, đấy. Rồi, bắt đầu chúng ta làm bài bài. Được chưa? Bắt đầu, giải này. Giải. Mấy em đặt T cho thầy là bằng x bình. Rồi, đặt T là chỉ được đối x. Đó. Với T ở đây là lớn bằng 0. Được chưa? Ta có phương trình ft bằng, chỗ này là T mũ 3 trừ 2MT cộng 2 bằng 0. Rồi, chúng ta có FT nó liên tục trên R và đồng thời chúng ta tính ghi ra hết này, và F của 0 bằng F của 1 bằng F của 2M bằng và F của trừ 1 bằng. Được chưa? F của 0 thì nãy mình tính là mình ghi lại thôi đây. F của 0 là bằng 2. Được chưa? Ghi lại thôi mà. F của 0 bằng 2. F của 1 là bằng 3 trừ 2M. Dấu âm. Này dấu dương. F của 2M là dấu 2. Dấu dương.
F của gì trừ 1 là dấu âm. F của trừ 1 là bằng, F của trừ 1 là bằng 1 trừ 2M. Đúng không? 1 trừ 2M dấu âm. Rồi, như vậy chúng ta có 3 cái khoảng này đó nha, trình bày vào ha. Như vậy ta có FX. Thứ nhất là liên tục trên cái đoạn là gì? Trừ 1 không? Và đồng thời F của trừ 1 nhân với F0 dấu gì kìa? Nó bằng F trừ 1 nhân F0, nó bằng 2 lần nhân cho 1 trừ 2M dấu âm với M lớn 2. Như vậy suy ra ở đây không phải Fx nhân Ft, nhưng Ft phương trình sau này này, phương trình sau này được chưa? Phương trình sau có nghiệm, phương trình sau có nghiệm T1 thuộc khoảng gì các em? Trừ 1 đến 0. Được chưa? Có nghiệm T1 thuộc khoảng trừ 1, 0. Tiếp tục, Ft lại liên tục trên khoảng 0, 1. Ft lại liên tục trên khoảng 0, 1. Và đồng thời F của 0 nhân F của 1 nó bằng bao nhiêu em? 3, 2 nhân 3 trừ 2 m. Dấu gì? Dấu âm với mọi m lớn 2. Đó, như vậy tiếp tục suy ra là phương trình sau có nghiệm T2 thuộc khoảng gì? 0 đến 1. Đấy, đặt cái này là 1 nha, đặt cái này là 2. Tiếp tục, Ft lại liên tục trên cái khoảng là 1 cho đến 2m. Bởi vì ở đây m là một số lớn 2, cho nên 2m sẽ là lớn 4, tức là một cái khoảng từ 1 cho đến một cái số lớn 4, được chưa? Và đồng thời F0, F1 chứ, ở đây là liên tục trên đoạn, xin lỗi, đoạn không, đoạn 1 cho đến 2m. Và đồng thời F1 nhân F2m, F1, F1 là bằng 3 trừ 2m là số âm, nhân cho F2m là số 2 này. Như vậy là 2 nhân cho 3 trừ 2m số âm tiếp với mọi m lớn 2. Như vậy suy ra cái phương trình này, phương trình sau này này, nó cũng có nghiệm T3 thuộc vào cái khoảng từ 1 cho đến gì? 2m. Đặt đây là 3. Ok nha. Ồ, như vậy được, quá đẹp. Vậy từ 1, 2, 3 suy ra. Từ 1 này, 2, 3 này suy ra phương trình sau có 3 nghiệm phân biệt. Phân biệt, đúng không? Đó là gì? Cái nghiệm thứ nhất á, là nó nằm trong cái khoảng từ trừ 1 đến 0. Đây, đó là cái nghiệm thứ nhất nằm trong khoảng trừ 1 đến 0. Nghiệm thứ hai nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Và nghiệm thứ ba là nằm trong khoảng từ 1 cho đến 2m. Như vậy là T1 này, trừ 1 sẽ nhỏ hơn T1. T1 này sẽ nhỏ hơn 0. 0 này lại nhỏ hơn gì? T2. T2 này là gì? T2 này lại nhỏ hơn 1. Nhỏ hơn 1. Rồi 1 lại nhỏ hơn T3. T3 thì lại nhỏ hơn 2m. Ok chưa? Như vậy thì chúng ta có 3 nghiệm, 3 nghiệm T. Nhưng mà cái nghiệm này là nghiệm âm thôi. Chúng ta biết là cái nghiệm âm thì nó không cho ra nghiệm X. Cái nghiệm này là nghiệm dương, nghiệm này là nghiệm dương. Thì hai cái nghiệm dương thì lại cho ra 2 nghiệm X. Cái nghiệm dương này thì lại cho ra 2 nghiệm X nữa. Như vậy là có tổng cộng là 4 nghiệm X. Bởi vì cái nghiệm âm này nó không cho ra nghiệm X. Đó. Như vậy suy ra phương trình đã cho phương trình theo X á. Phương trình theo X. Phương trình theo X là phương trình X mũ 3 trừ tuyệt đối X mũ 3 trừ 2M nhân X bình cộng với 2 bằng 0. Có 4 nghiệm phân biệt. À, có 4 nghiệm phân biệt. Được chưa? Vậy, bởi vì cái nghiệm này là nghiệm dương, nghiệm này là nghiệm dương, cho nên nó sẽ có 4 nghiệm phân biệt. Ok nha. Rồi. Thế thì cái bài này nó có một cái đặc điểm là mình phải chọn ra được cái số 2M này, nó khó này, 2M. Được chưa? Nhưng mà nếu mà mình không chọn được số 2M thì làm sao? Các em để ý cho thầy cái chỗ này nha. Đây. Nếu mà không chọn được cái số 2M thì mình có thể giải quyết cái chỗ này sao? Đây. Quay lại cái chỗ này. Nếu mà mình không chọn được số 2M thì các em thấy này, cái lim lưu ý này.
cái lim của T mũ 3 trừ 2MT cộng 2. Khi mà T tiến đến dương vô cùng á, thì cái cử đại diện này ra, thì cái lim này nó luôn luôn là bằng dương vô cùng, đúng không? Đó. Tức là lim của FT khi T tiến đến dương vô cùng là bằng dương vô cùng. Như vậy chắc chắn cái gì các em? Chắc chắn là tồn tại một cái số alpha Sira nè, Sira như vậy luôn, tồn tại alpha để cho F alpha mang dấu dương. Trong đó alpha là một số ở phía dương vô cùng, alpha dương. Tồn tại F alpha để cho alpha mang dấu dương. Đúng không? Đó. Như vậy thì alpha này đủ lớn nha. Nếu mà alpha này mà alpha này F alpha này dấu dương, bởi vì anh T nó tiến đến dương vô cùng luôn mà. Cho nên alpha này rất là lớn. Mình có thể lấy T alpha này có thể là lớn hơn 1, lớn 2, lớn nhiều lắm. Đó. Như vậy thì khi đó các em nói là F alpha mang dấu dương là alpha này có thể là lớn hơn bao nhiêu đó. Tùy ý, em ghi lớn hơn, ví dụ như là lớn hơn 10 đi. Đơn giản lớn 10 cũng được. Đó. Thì ở đây ta sẽ chọn ra các cái số như này nè. Nãy là mình đã chọn ra F của trừ 1 này nè. Rồi F của 0 này nè. Rồi F của 1 này nè. Và bây giờ F của alpha. Đó, F của alpha. Thì alpha ở đây là một số nào đó lớn ở phía dương vô cùng. Như vậy chúng ta có bốn cái khoảng, ba cái khoảng đó là trừ 1, 0, rồi cái khoảng 0, 1, rồi cái khoảng 1 cho đến alpha. Đó, thì chúng ta đủ nè, một nghiệm này, hai nghiệm này, ba nghiệm. Thì ba cái nghiệm đó thì vẫn là một cái nghiệm âm và hai nghiệm dương. Hai nghiệm dương thì vẫn cho ra hai bốn giá trị x, vẫn là bốn nghiệm. Nếu mà trong trường hợp các em không tìm được cái số 2M. Rồi, đó. Thì gợi ý vậy, kết thúc cái bài số 29 ở đây. Các em coi lại cái lời giải nha. Và đáp số bài này là 4 nghiệm. Bây giờ này, nhìn là có 4 nghiệm.